Hách nhàn đã từng nghĩ, bản thân là điển hình cho loại phế vật ở nhà ngồi ăn chờ chết. Cả đời nằm trên giường, lại không hề nghĩ đến có một ngày, hắn cư thế mà xuyên không. Đó là một chốn bồng lai mây mù lượn lờ, từng bậc thang uốn lượn kéo dài từ dưới chân núi lên trời cao. Vậy mà đã hơn ba năm, hắn đi tới thế giới huyền huyễn người người cực kỳ hâm mộ này. Hắn đã quá quen với việc nhìn thấy các nhân sĩ nơi đây sử dụng linh lực, ngự kiếm bay lượn, đến cả một ông lão lái đỏ cũng không thể xem thường. Hắn có hệ thống như bao kẻ xuyên không khác Cũng có bí kíp tìm thấy trong nhà nguyên chủ Cụ thể là một quyển sách tên cầu đế bí kíp Và cũng có bí mật Hắn phát hiện ra đằng sau lưng có một đôi cánh nhỏ như cánh rơi Rõ ràng rất giống phương Tây nhưng không hiểu sao lại xuất hiện trên người hắn Ở tu tiên giới này mọi yếu tố để trở thành một truyền kỳ trong giới tu tiên hắn đều có Nhưng duy nhất không có là động lực Hách nhàn trường ra bàn Hai con mắt thâm quầng mệt mỏi Hắn mở miệng than thở tu tiên mệt thật đấy, thật sự chẳng muốn làm gì cả. Xong nghĩ kỹ, hắn lại bụng miệng thở dài, nhưng cứ như vậy cũng không phải biện pháp tốt, lãng phí cơ hội lớn như vậy sẽ bị trời phạt mất. Hắn vẫn nhớ khoảnh khắc thiên thần nổi điên cầm ghế đuổi theo muốn đập hắn, ông ta hung hăng quát ẩm lên, miệng nó. Ngươi có biết phần cơ duyên này lão tử vất vả bao nhiêu mới lấy được cho ngươi không hả? Có biết bao nhiêu người không thể có được nó do những quy định bất thành văn không? Nhớ về điều đó, hách nhàn xoay người chống cả tay và chân xuống đất tự nhắc nhở bản thân không được không được tiếp tục như vậy thì không được trước tiên làm mười cái hít đất khôi phục động lực một chút thế rồi hắn cau mày nhân mặt căng mắt khó khăn bắt đầu đếm một mồ hôi hắn tuôn đầm đìa hách nhàn thậm chí không thể đếm được đến cái thứ hai hắn úp mặt xuống đất nằm sõng xoài từ bỏ nỗ lực báo ứng thì báo ứng đi hắn đã cố lắm rồi hách nhàn chấm nước mắt vĩnh biệt cuộc đời tu tiên mạnh mẽ cầu cho khung cảnh hách nhàn tương lai chảm yêu trừ ma vô địch thiên hạ lên thiên đường không còn gặp phải ai lười biếng nữa cứ như vậy hắn vốn tưởng rằng phế vật như hắn cả đời cứ lười nhác trôi qua nhưng lại không nghĩ đến con người hắn ngoại trừ lười biếng còn có một khuyết điểm chí mạng nữa khi ấy hắn nằm phơi nắng miệng ngậm một nhánh cỏ lau ngửa mặt nhìn trời tự thấy xuyên không cả một đời chỉ biết ngắm mây thật ra cũng không tệ lắm bỗng dưng màn hình hệ thống hiện lên trước mặt nhắc nhở. Thời gian nhiệm vụ chỉ còn 100 ngày cuối cùng. Nhiệm vụ thất bại lập tức giết ký chủ. Hách nhàn bật dậy chừng muốn lòi con mắt nhìn dòng chữ. Miệng hét to liên tiếp ba câu. Cái gì? Thời gian? Giết chết? Đúng vậy. Khuyết điểm chí mạng kia của hắn chính là hai chữ sợ chết. Như được tiếp thêm cả trăm triệu động lực. Hách nhàn ngay lập tức chạy như bay đi làm nhiệm vụ. Hắn vừa chạy vừa mắng. Cái hệ thống chết tiệt này cũng chưa bao giờ nhắc nhở là còn có giới hạn thời gian đấy. Sắp chết, sắp chết, sắp chết rồi. Hách Nhàn nhảy lên ngựa phóng như điên, miệng liên tục lặp lại sắp chết, sắp chết, sắp chết rồi. Hắn ra roi thúc ngựa, hai chữ sắp chết như động cơ tên lửa gắn vào Hách Nhàn, khiến hắn chạy một mạch từ điểm đầu đến điểm cuối bản đồ, có mặt tại nơi thi hành nhiệm vụ. Chuyển cảnh đến Vân Đài Sơn, một sơn động bình thường, Hách Nhàn chống một tay xuống đất, đỡ hông thở hồng hộc giọng nói đứt quãng. Cuối, cuối cùng cũng tới. Cái, hông giả của ta ơi. Trước mắt hắn là một khối pha lê lớn mọc thành trùng. Phía trên nó đặt một quả cầu xanh lam tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hách nhàn phán đoán, mục tiêu nhiệm vụ hẳn là khởi động bảo châu kia. Hắn tiến đến gần bảo châu, giơ tay muốn chạm vào. Trong đầu thầm rủa, chết tiệt. Vì một quả bóng rách mà chạy suốt hơn ba tháng, cũng may là đuổi kịp. Ngay khi hách nhàn chạm tay vào bảo châu, Ánh sáng xanh từ nó lóe lên, dần dần càng lúc càng trở nên chói lóa, khiến hắn phải đưa một tay lên che mắt. Sau khi dần thích nghi, Hách Nhàn hơi hé mắt, lúc này màn hình hệ thống đã hiện ra, thay thế luồng sáng ban nãy, nội dung trên đó hiển thị rằng: "Chúc mừng ngài đã khởi động thành công Bảo Châu, tiếp theo xin giới thiệu tình hình Thiên Cung." Hách Nhàn khó hiểu lặp lại: "Thiên Cung sao?" Hệ thống bắt đầu giải thích: "Thiên Cung đường đại vào thời của Ngọc Hoàng Đại Đế, mà thời đại này được gọi là thời đại hoàng kim trong lịch sử thiên cung, trong 12 vị võ đạo đỉnh phong. Tùy tiện chọn ra một vị, liền có thể đánh bại bất kỳ thủ lĩnh nào từ các thời kỳ khác trong thiên cung. Nhưng dù vậy, toàn bộ thiên cung vẫn bị tiêu diệt vào năm 1473 theo ngọc lịch và toàn bộ 12 vị võ đạo đỉnh phong đều chết trong trận chiến. Kẻ trùng mưu đằng sau hậu trường là trí nhân vật bí ẩn bất ngờ xuất hiện từ phương Tây, tự gọi mình là tổ chức Brexit. Và ngài hiện đang ở ngọc lịch năm 773, 700 năm trước khi thiên cung bị hủy diệt. Mà nhiệm vụ của ngài là gia tăng tiềm lực cho 12 vị võ đạo đỉnh phong. Hãy để họ vượt qua chính mình, phát triển thành những đại lão trên cả các đại lão và cứu vớt dân thường trong 700 năm kể từ bây giờ. Phần giới thiệu đã xong, hệ thống chúc mừng hách nhàn đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên và đưa ra phần thưởng. Ánh sáng vàng lóe lên, hách nhàn tiếp được một vật phẩm từ không trung, là một thẻ bài, đại thánh ca. Thẻ bài phát sáng, phía trên khắc một chữ thánh cùng hình ảnh đại thánh ca, là vật phẩm tiêu hao, có thể khiến người sử dụng trong thời gian ngắn ngủi đạt được thực lực đỉnh cao có thể đánh thắng Phật. Màn hình hệ thống tiếp tục sáng lên, nhiệm vụ thứ hai của ký chủ khởi động. Mục tiêu nhiệm vụ là đến Hoa Quả Sơn, tìm tôn ngộ không ở giai đoạn tân binh và gia tăng giá trị tiềm lực của tôn ngộ không lên 30%. Hách nhàn chứng kiến hình ảnh tôn ngộ không hoang dại quần nhau với lũ khỉ qua màn hình hệ thống, không khỏi há mồm trợn mắt khuôn mặt dữ tợn của con khỉ đó như đang chừng vào mặt hắn, dọa hắn hết hồn. Hách nhàn tức giận hất văng hệ thống xuống đất. Sao có thể gọi đây là giai đoạn tân binh được hả? Cảm thấy vẫn còn chưa đủ. Hắn giơ chân dẫm bùng bộp lên nó. Vừa dẫm vừa không ngừng chửi bới. Và có cần thiết phải di chuyển cả nửa cái bản đồ chỉ để xem video không? Chỉ cần thực hiện trực tiếp trên hệ thống không được sao? Ta thực sự nghi ngờ cái hệ thống nhà ngươi đang dở trò đồi bại với ta ngươi có biết làm thế nào ta mới sống sót được ba tháng không hả? Dù bị dẫm nát cả chục lần, hệ thống sau đó vẫn lại hồi phục như thường. Hách nhà nhìn nó mà tức tối thở hồn hển, Hừ hừ, điên chết ta mất. Hắn sụ mặt, thôi bỏ đi. May là nhiệm vụ đầu tiên đã bị trì hoãn hơn ba năm và nhiệm vụ này có lẽ cũng bị tương tự. Khỏi lo, không cần lo lắng phải giải quyết ngay lập tức. Nghĩ đến đây hách nhàn tự nhiên thấy yêu đời trở lại, tạm biệt mọi lo toan. Xin chào hạnh phúc tới. Hắn nhún vai bước đi, trông chẳng khác nào bệnh nhân ung thư siêu trì hoãn ở giai đoạn cuối cả. Nhưng mừng rỡ chưa được bao lâu, màn hình hệ thống lại hiện lên chắn trước mặt hắn. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ mới, ba ngày, hách nhàn đen mặt. Hắn nổi khùng dơ ngón tay thối, hệ thống chó chết, ngươi cố ý nhắm vào ta, phải không? Chỉ bới thì chỉ bới nhưng dưới sự uy hiếp của cái chết, hách nhàn không thể không nắm bắt thời gian để hoàn thành nhiệm vụ đúng hạnh hắn một lần nữa cuống cuồng chạy như bay đến hoa quả sơn mà lần này thần chú suốt cả dọc đường của hách nhàn tiếp tục là hai chữ chết rồi chết rồi chết rồi sau ba ngày niệm chết rồi chết rồi thì cuối cùng hách nhàn cũng có mặt ở ngoại ô hoa quả sơn nhưng tại đây hắn bị một đám người kỳ lạ vây quanh hách nhàn khóc không ra nước mắt mà van xin các tiên trưởng có chuyện gì từ từ nói ngàn vạn lần đừng động thủ hắn co rúm người ngồi trên mặt đất đám người vẫn đằng đằng sắc khí nhìn hắn không có vẻ là buông tha. Một người đàn ông râu tóc bạc phơ trong số đó cất tiếng, "Kẻ phàm nhân như ngươi làm gì ở nơi Yêu thú Sơn mạch này? Ông ta chính là tông chủ Thiên môn, Liễu Nguyên, một trong ba đại tông chính đạo, hiện tu vi đang ở Nguyên Anh đại hậu kỳ." Hách Nhàn tỏ vẻ thành thật đáp lại, "Tại hạ chỉ là hái thảo dược không cẩn thận lạc vào nơi này, mong tiên trưởng thứ lỗi." Mặt khác trong bụng lại oán thầm. Hắn có cần xui xẻo vậy không? Hầu Vương còn chưa gặp được tự nhiên lại bị một đám người tu tiên phát hiện, xem tướng mạo người này không giống người tốt tí nào. Một nữ tử khác ở đó cũng lên tiếng mắng mỏ, chỉ là một phàm nhân cũng dám tiến vào khu vực toàn yêu thú. Không biết tự lượng sức mình còn không mau cút đi, hách nhàn nghe vậy vội bật dậy đáp, đúng đúng, tiểu nhân cút ngay. Nhưng chưa để hắn chuồn mất, lão già tóc bạc kia đã chặn lại, cười đầy tà khí nói, chờ đã, ta có một chủ ý này tốt hơn. Tại sao chúng ta không hút hết tinh huyết của tiểu tử này, luyện thành huyết khí đan, có lẽ có thể thu hút thêm hai con yêu thú nữa. Hách nhàn kinh hãi hét lên, cái gì, hút hết tinh huyết. Hắn hoảng sợ chỉ vào đám người chất vấn, quần, quần áo của các ngươi không phải là người chính đạo sao. Sao có thể làm như vậy được, huống hồ tu tiên giới không phải có quy định, tu sĩ không được động thủ với người bình thường sao. Nghe được những lời này, phản ứng đầu tiên của đám người là ngây ra sau đó đột nhiên đồng loạt bật cười như điên. Ha 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 ha. Tông chủ Liễu Nguyên híp mắt lại, trưng ra bộ mặt quỷ quyệt của mình. Tiểu đệ đệ, ngươi thật là ngây thơ đáng yêu. Quy định cho má gì vậy? Cá lớn nuốt cá bé chính là quy định duy nhất của tu tiên giới đấy. Hách nhàn không thể tin nổi mà sững sờ ngã cái bịch xuống đất. Sau đó hắn lại kiên định bật dậy quá to. Không, đừng tới đây. Nói cho các người biết, ta có vũ khí bí mật đấy. Hách nhàn đưa tay ra sau, nắm chặt thẻ đại thánh ca trong tay, trong đầu đã nảy lên bàn tính. Không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng thứ này trước đã, khi gặp được hầu vương có thể nghĩ ra cách khác sau. Hách nhàng kích hoạt thẻ bài, hắn cắn chặt răng, cảm nhận rõ sự thay đổi trong cơ thể mình, cảm giác này, sắp tới rồi. Một luồng sức mạnh ổn định đang tràn vào, hắn ngửa mặt lên trời, cảm giác như cả cơ thể sắp nổ tung. Đám người đối diện chăm chăm nhìn hắn, Liễu Nguyên còn buột miệng hỏi, Chuyện quái gì vậy? Khí tức trên người tiểu tử kia là sao? Quanh người Hách Nhàn bùng lên ngọn lửa, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn sung sướng nghĩ, tuyệt thật, đây là cảm giác của một cường giả sao? Sướng vãi. Sau khi tiếp nhận sức mạnh từ Đại Thánh Ca và thành công hóa hình, Hách Nhàn càn rỡ quát lên, "Lại đây. Mấy tên chết dẫm, các ngươi không phải muốn cá lớn nuốt cá bé sao? Hôm nay để cho bổn đại gia dạy dỗ các ngươi." Nhưng chưa kịp làm một trận chiến oanh oanh liệt liệt, chỉ một giây sau lời tuyên chiến sức mạnh của hách nhàn phụt tắt làm hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì giây tiếp theo hắn sực tỉnh nhớ ra cái quái gì vậy thời gian ngắn ngủi mà hệ thống nói không phải là ngắn tới như vậy đấy chứ lúc này màn hình hệ thống mà chỉ hắn nhìn thấy cũng hiện ra chúc mừng ký chủ đại thánh ca đã được sử dụng thành công đại thánh của ngài trong 10 phút nữa sẽ tới chiến trường hách nhàn toát mồ hôi hột đen mặt nghĩ 10 phút sau hắn cắn chặt môi mặt mày co quắp, nước mắt tuôn trào, cay đắng mà không thể phát tiết với hệ thống. Có thời gian hồi chưa thì sao ngươi không nói sớm hơn chút, thế này có phải mất mặt người anh em quá rồi không? Chết rồi, chết rồi, lần này chết thật rồi. Ngay sau đó Liễu Nguyên tiến đến sách cổ hách nhàn lên như sách một con gà. Ông ta chất vấn, nói ngay, khí tức vừa nãy rốt cuộc là cái gì? Đúng lúc này âm thanh khiêu khích từ phía sau vang lên. Này, tên tiểu tử không lông nhà ngươi, Tiếng nói làm Liễu Nguyên giật mình ngoảnh lại muốn nhìn kẻ hỗ sực xuất hiện là ai. Ở phía đó một con rồng đỏ khổng lồ lao ra, há to miệng khè một tiếng tỏ rõ uy áp, mà đứng trên mỏm đá phía dưới là chủ nhân của nó. Hắn ta ngạo mạn nói, nhìn cái gì mà nhìn, nói ngươi đấy, đi cùng hắn là một đoàn hầu tử hầm hè giữ tợn. Hắn khoác áo choàng đỏ, mang theo một thanh đao, khí khái kiệt ngạo bất kham, kẻ tới đúng là Mỹ Hầu Vương, giai đoạn còn trẻ của Tôn Ngộ Không mỹ hầu vương từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống vấn tội gần đây cứ lẩn trốn trong bóng tối săn giết hầu tử hầu tôn ta chính là các ngươi sao liễu nguyên nghiến răng hoảng sợ khốn kiếp cấp yêu vương sao hắn lại xuất hiện ở đây lão mới giết mấy tiểu yêu trung cấp của hắn thôi mà có đáng không vốn ra ngoài chỉ để giải tỏa chút sao lại đen đủi thế chứ cầu cứu lão tổ bây giờ cũng không kịp nữa rồi chết tiệt vừa nghĩ trong tay hắn vừa tụ lực hách nhàn lập tức bị quăng ra Liễu Nguyên phất tay lên trời, uy lực trong tay hắn tạo thành một trận pháp kỳ ảo trên không. Lão quá to, còn thất thần cái gì? Câu giờ cho ta, chỉ cần bằng thời gian thi triển hai pháp thuật cao giai là được rồi. Đám đệ tử hai mắt trắng dã kinh hãi, Tông chủ, ngài cũng dám sao? Là yêu vương đấy, mấy thuật pháp giai thấp cũng không có làm gì được đâu. Một nữ đệ tử trong đó còn ôm đầu ai oán, xong rồi, hôm nay ta sẽ chết đây sao? lão nương còn chưa được thử mùi nam nhân mà. Liễu Nguyên nhìn đám đệ tử như lũ rùa rụt cổ, tức giận quát, nói nhảm ít thôi cho ta, chỉ cần thời gian đủ để bảo bối của ta thu nạp năng lượng, thì kể cả yêu vương cũng phải chết. Mỹ Hầu Vương nghe đám người phía dưới thảo luận cách đối phó với mình, không có vẻ gì là sợ hãi, hắn đưa ngón tay lên ngoái mũi, ồ một tiếng ra vẻ bất ngờ. Rồi hắn chống tay tựa đầu, nằm ra mặt đất, khích lệ nói, rất tự tin nha tiểu tử, được, Bổn vương chờ ngươi. Không cần gấp gáp, pháp thuật chuẩn bị cho mạnh chút, không đủ thì ta có thể cho ngươi thêm thời gian. Đám đệ tử nghe vậy thì mặt cắt không còn một giọt máu, ngược lại hách nhàn vui như mở cờ trong bụng. Đúng đúng, càng nhiều thời gian càng tốt. Hệ thống thông báo đại thánh của hắn còn 8 phút nữa mới tới chiến trường cơ. Liễu Nguyên thấy Hầu Vương ngông cuồng khinh địch thì đắc ý cười to, "Được thôi, là do ngươi nói đấy, đừng có tự mình làm mất mặt trước Hầu tử Hầu tôn nhà ngươi." Năm phút sau, một voi rồng từ trận pháp của Liễu Nguyên được hình thành, voi rồng ánh lên sắc tím, tàn phá và cuốn bay tất cả những gì nó chạm phải. Hầu Vương lúc này mới đứng dậy nói, "Xong rồi sao? Ta đợi mãi, cuối cùng cũng tới." Hắn nhếch miệng nhìn pháp thuật trước mặt, có chút để vào mắt. Liễu Nguyên đứng phía trên đỉnh voi rồng ngạo mạn nhìn xuống, lão cười hống hách, "Ha ha ha, con khỉ ngu ngốc, ngươi nói xem bản thân ngươi có giống nhân vật phản diện ngu ngốc trong tiểu thuyết không?" Ngươi có biết hay không đây chính là tiên khí chân chính lão tổ ban cho ta. Nhược điểm duy nhất là nó mất quá lâu để thi triển. Các đệ tử cũng bất ngờ không khỏi bàn luận. Tiên khí, không lẽ là pháp khí trong thiên cung. Ngay cả ta cũng là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Nói như vậy, cho dù yêu vương sợ rằng cũng phải ngã xuống. Ngay khi vừa dứt lời, Liễu Nguyên đưa tay điều khiển linh lực tấn công. Lão hét lên như hung thần ác sát. Hẹn kiếp sau gặp lại. Con khỉ thối ngay lập tức từ trên bầu trời hàng vạn tia sáng từ trận pháp ầm ầm bắn ra, nhắm thẳng về phía hầu vương Liễu Nguyên vô cùng tự tin vào luồng sức mạnh của mình, không thể kiềm chế mà hưng phấn cười to. Những đệ tử phía sau cũng chịu ảnh hưởng, bị sức mạnh ấy bước lui, có người còn thốt lên, uy áp này quá mạnh mẽ. đám hầu tử hầu tôn cũng cùng chung cảnh ngộ, có tên thậm chí còn phải quỳ xuống để không bị hất bay. Liễu Nguyên đầy mặt dữ tợn nguyền rủa, chết đi! khi luồng công kích đã sắp chạm đến người, Hầu Vương vẫn đứng im nơi đó, không hề có ý định né tránh. Không chỉ thế, hắn còn quay sang đối mặt với nó mà cười khẩy. Ầm một tiếng, linh lực sáng chói đánh vào Hầu Vương, tạo thành một vụ nổ lớn, đến cả Liễu Nguyên là người điều khiển sức mạnh ấy cũng phải lùi lại vài bước. Lão điên cuồng cười đắc chí, ha ha ha, hóa thành cát bụi đi con khỉ thối, ta đã nói chỉ cần tiên khí kích hoạt ngươi át sẽ phải chết, con khỉ thối chết tiệt. Nhưng sung sướng chưa được bao lâu, một giọng nói từ đằng sau cắt ngang dòng cảm xúc của lão, "Ngươi vui mừng có hơi sớm không?" Liễu Nguyên nghi ngờ quay đầu lại, từ trên không mỹ hầu vương thả ra sức mạnh, thân mình hóa khổng lồ đầy uy mãnh. Liễu Nguyên không thể tin nổi mà thốt lên, "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sao một chút vết thương cũng không có, còn trở nên lớn như vậy?" Hầu Vương vung nắm đấm, xem thường nói, "Nhìn kỹ đi, để ngươi thấy rõ được thế nào mới là sức mạnh chân chính." chỉ trong chớp mắt âm thanh chấn động vang lên cả một ngọn núi bị xuyên thủng liễu nguyên kinh hãi nhìn nắm đấm vẫn còn toát ra linh lực cường hãn của hầu vương mồ hôi tuôn như mưa đám đệ tử của lão cũng trố mắt thét lên một một đấm đã đánh sập cả ngọn núi rồi ư hầu vương như một tôn giả kiêu hãnh nhìn xuống khiêu khích còn muốn tiếp chứ tiểu tử liễu nguyên không nói hai lời lập tức phủ phục xuống đất lão há to miệng khóc lóc thảm thiết van xin hầu đại gia độc nhất vô nhị kính xin ngài dơ cao đánh khẽ cho tiểu nhân một con đường sống thấy lão tiểu nhân kia biết điều hơn chút hầu vương cũng thu nhỏ lại từng bước đi đến trong lúc bước đi hắn chợt cảm thấy có điều kỳ lạ liền đưa mắt nhìn qua hầu vương dừng lại trước hách nhàn chằm chằm nhìn hắn hách nhàn thấy hầu vương đằng đằng sắc khí đứng trước mặt thì giật mình lùi lại hắn đổ mồ hôi lắp bắp đại đại lão tại hạ không có đi cùng bọn chúng trong lòng lại hốt hoảng thầm mắng. Miệng no chứ, đại lão nhà ngươi đừng nhìn ta nữa, ta chỉ là một món ăn vặt. Có chỗ nào đáng để ngươi chú ý cơ chứ? Đồng thời lúc này màn hình hệ thống bên cạnh hách nhàn cũng hiển thị, Goku của bạn chỉ còn 40 giây để đến chiến trường. Hệ thống đếm ngược, còn 35 giây, nhưng hầu vương lúc này không phân lý lẽ, hắn vung nắm đấm lên ngang ngược nói. Vừa rồi tiểu tử nhà ngươi đã cho ta một loại cảm giác phi thường không thoải mái chút nào. Còn 33 giây, Hách nhàn thấy phản ứng của hầu vương thì sợ vỡ mật. Trong cái khó ló cái khôn, hắn nhanh miệng đáp. Chờ, chờ một chút. Tại hạ kỳ thật là tới tìm đại vương bái sư ạ. À. Còn 30 giây, hầu vương nghi ngờ hỏi lại. Bái sư sao? Hách nhàn lập tức quỳ xuống nâng hai tay hết sức cung kính đáp. Chính xác, sư phụ tại thượng thỉnh nhận của đồ nhi một lại. Đồ đệ từ 3 tuổi mỗi ngày đều nghe sự tích cường đại của Mỹ hầu vương sư phụ ở Hoa Quả Sơn. Ước mơ lớn nhất của mỗi đứa trẻ trong làng là được lên hoa quả sơn bái người làm sư phụ. Còn 20 giây, hôm nay rốt cục có cơ hội như ước nguyện. Xin ngài nhất định phải nhận lấy đồ đệ này, nếu không ta sẽ không sống nổi mất. Cái mùng của hách nhàn vừa không ngừng tăng bốc vừa liếc nhìn bảng hệ thống. Còn 15 giây nữa để Goku của hắn đến chiến trường. Hắn thầm nhủ với bản thân. Nhanh, nhanh, kéo dài thêm chút nữa là được. Hầu vương tỏ vẻ vô cùng hưởng thụ những lời khen của hách nhàn hắn cười khoái chí nói. Ồ, ta thực sự nổi tiếng ở ngoài đó sao? Hách nhàn nhanh nhẩu trả lời. Thật đấy, lừa người thì ta sẽ bị xét đánh năm phát. Còn 5 giây, tưởng chừng như hầu vương sẽ tiếp tục hùa theo như không. Hắn đột ngột thay đổi thái độ. Âm u nói, nếu đã như vậy thì ngươi càng đáng chết. Còn 3 giây, hách nhàn nghe như xét đánh ngang tai, Sững sờ hỏi, tại sao? Còn 2 giây, hầu vương vung cả hai tay lên tụ lực quá to, bởi loài người các ngươi căn bản không xứng làm đồ đệ của ta. Còn một giây, đùng, trưởng lực mãnh liệt từ hầu vương giáng xuống đánh vỡ cả mặt đất. Khói bụi dần dần tan đi, nhưng trên mặt đất không có bóng dáng ai cả. Hầu vương thấy kỳ quái, ngó nghiêng tự hỏi, chuyện gì đã xảy ra, tên con người kia đâu, tiểu tử kia không phải là phàm nhân sao. Chợt có động tĩnh làm hắn phải ngoái nhìn. Từ đằng xa, trong ánh vàng kim một người thân mang giáp vai, chân đi giày giáp dần hiện ra. Hắn chính là hách nhàn đang ở trong hình dạng đại thánh ca, cũng là trạng thái đỉnh phong của tôn ngộ không. Hắn đứng trên mỏng đá, linh lực cuồn cuộn bao bọc xung quanh, không khỏi thấp giọng tự cảm thán, không hổ là 12 vị đại lão đỉnh phong, thực lực thật sự là mạnh đến đáng sợ. Mỹ Hầu Vương hơi có chút dè chừng nhìn về phía đó, thầm nghiến răng, tình huống miệng gì đây, sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy chứ? hách nhàn ở trong hình dáng đại thánh ca tỏa ra uy lực vô song khiến đám người phía dưới đều khiếp sợ. Hắn khẽ liếc xuống từng người trong số đó. Hầu vương cũng trầm chầm, chầm nhìn nhất cử nhất động của hắn mà nghĩ, chuyện gì đang xảy ra, khí tức quen thuộc này là sao? Đột nhiên hách nhàn vụt biến mất, rồi thình lình xuất hiện ngay phía sau liễu nguyên. Hắn cầm gậy như ý hất ngã lão ta, vừa chút hận vừa quát, lão bất tử, không phải ngươi vừa muốn đem tiểu ra luyện thành huyết khí đan sao là một người siêu thủ dai. Hách nhàn nhất định không bỏ qua cho lão già này. Hắn nắm lấy chân lão ta, quật qua quật lại nói, lại đây, đấm nhau đi, không phải nói cá lớn nuốt cả bé sao. Rồi hắn vắt ngang lão ta lên chân, vỗ bông bốp vào mông lão dạy dỗ, vừa rồi sức mạnh đáng kiêu ngạo của người đầu. Lấy ra đây xem, liễu nguyên bị hành hạ đến sức lực cạn kiệt, đau đớn xin tha, tiền bối, ta sai rồi, tôn đô ta sai rồi. Hầu Vương ngây người nhìn một loạt hành động của Hách Nhàn, mắt hắn bỗng dưng sáng lên, nghe nanh cười khoái trá, có chút thú vị đấy. Hắn triệu hoán sức mạnh, gọi ra phi long hướng về phía Hách Nhàn nói, "Được rồi, đừng lãng phí thời gian với thứ rác rưởi đó, tới đây, chơi với bổn vương chút đi." Hầu Vương tràn đầy hứng thú muốn cạnh tranh một trận với khí tức quen thuộc kia. Hách Nhàn nghe lời khiêu khích cũng chú ý nhìn lại. Một bên phi long đỏ rực cũng hầm hè nhe nanh trở lệnh. Đúng lúc này một giọng nói từ không trung xen vào thu hút sự chú ý của mọi người. Nghiệt xúc to gan. Trên trời cao, một bóng người dần đáp xuống trong quả cầu linh lực cường đại. Phát hiện được người đến là ai? Liễu Nguyên dẫn đầu to mồm hét lớn. Tiên nhân, không ngờ lại là tiên nhân chân chính. Lão ta vội vàng thừa cơ lôi kéo. Tiên nhân hãy cứu con. Lão chỉ vào hầu vương cùng hách nhàn mà đắc chí cười. Ha ha ha, chân thần tiên trên thiên cung hạ phàm rồi yêu ma quỷ quái các ngươi chết chắc rồi. Tiên nhân mỉm cười ngạo mạn nói, không sai, đám nghiệt xúc, nhìn thấy thiên cung thượng tiên, vì sao còn không quỷ xuống. Hầu vương ngồi xổm xuống, che giấu bàn tay tụ linh lực, ra vẻ khinh thường nói, thiên cung sao, cũng chỉ là một đống lông lá, lão từ ngày sau rảnh rỗi thì khắc lên trên đấy và vượt mặt các ngươi thôi. Nói rồi từ đầu ngón tay hầu vương bất ngờ bắn ra một chùm sáng, hắn quát lên, kim quang định thân chú trùng sáng ngay tức khắc tạo thành một sợi dây trói quanh người tên tiên nhân tiên nhân bình thản mặc cho kim quang trói mình phu phu cười hai tiếng sau đó hắn lạnh mặt nhìn xuống khi thế như bề trên nói cái thứ không biết trời cao đất dày có chút bản lĩnh này thôi hả có chút sức mạnh vậy thôi sao vậy để bản tôn nhẹ nhàng hắn gồng mình dự định sau khi uy phong lẫm liệt phá nát sợi dây thì nói nốt câu nhẹ nhàng phá giải nhưng một lúc sau dây trói vẫn không suy chuyển Tiên nhân cảm thấy mình dùng sức chưa đủ. Tiếp tục gồng mình lặp lại. Nhẹ nhàng. Hắn quay trái lại quay phải. Tìm đủ mọi tư thế. Nghiến răng lặp đi lặp lại hai chữ nhẹ nhàng mà mãi không thể hoàn thành nốt về sau. Sau khi phát hiện bản thân không thể cởi trói, hắn kinh hãi vã mồ hôi nghĩ. Chuyện quái gì vậy? Bổn thiếu gia mới bế quan có mấy năm mà yêu thú hạ giới đều trở nên mạnh như vậy sao? Nhưng không để cho hắn nghĩ nhiều, con rồng khổng lồ của hầu vương đã nhe nhanh thò miệng qua đây. Tiên nhân cảm thấy mắt mình hoa lên. Này, này, hắn chỉ là đơn thuần đi ngang qua muốn giả bộ bức bách thôi mà. Hắn chỉ kịp hét lên một câu chăn chối. Các đạo hữu làm màu dưới kia ngàn vạn lần cẩn thận nha. Sau đó đã bị phi long một ngụm nuốt chửng. Liễu Nguyên nhìn cảnh tượng này mà mặt mày nhúm nhó như già đi cả chục tuổi. Lão đến nói còn không trôi chảy nữa. Thượng, thượng tiên cứ như vậy không còn nữa sao. Qua loa quá không tác giả. Chưa dừng lại ở đó, sau khi nuốt tên tiên nhân kia phi long đột nhiên trừng mắt cả người như muốn bùng nổ một cột sáng từ trên trời giáng xuống phi long tắm mình trong đó theo luồng sáng xông thẳng lên trời hầu vương thấy vậy chực một tiếng ái trà vậy mà lại đột phá rồi liễu nguyên ngã ra đất cảm thấy sinh mệnh của mình đến đây là chấm dứt lão tuyệt vọng nói tiên trưởng ngài từ xa hạ phàm tới là để tăng thêm kinh nghiệm cho chúng sao hích lần này chết chắc rồi sau khi được ánh sáng gô rửa, phi long sẽ mây lộ ra diện mạo mới thân rồng hóa thành màu xanh như ngọc bốn chiếc sừng hóa thành màu vàng kim trên vai hai ngọn lam hỏa rực cháy nó vung cánh gầm thét giữa không trung tạo thành cùng phong chấn nhiếp cả một vùng đám hầu tử gần đó còn phải kinh ngạc cảm thán chúa ơi thật sự là to như hoa quả sơn phi long ngửa mặt lên trời sảng khoái nghĩ quao ha ha không ngờ biến dị tiến hóa thành thập nhị xí long vương đậu xanh nó cảm giác thật sướng quá đi. Rồi ánh mắt nó thay đổi, đột ngột trở nên dữ tợn. Nó cảm thấy bây giờ nó mới là chủ nhân. Ngay cả con khỉ hôi hám kia, e rằng cũng đã không còn là đối thủ của nó. Nhưng mưu đồ phản chủ mới chỉ nảy ra trong ý nghĩ. Còn chưa kịp thực hiện thì từ trên trời cao đột nhiên xuất hiện một cây gậy khổng lồ tựa ngàn cân dáng thẳng về phía nó. Phi Long hoảng hốt thất kinh. Ủa ủa ủa, cái quái gì đây? Đùng một tiếng, cây gậy khổng lồ va chạm với phi long tạo thành một vụ nổ chấn động sơn lâm. Tưởng chừng chỉ trong một cái chớp mắt đã sóng yên biển lặng, dưới một cái hố sâu khổng lồ chỉ còn lại một bãi máu. Con phi long 12 cánh đầu tiên trong lịch sử, bay màu ở tuổi 765. Mỹ Hầu Vương chứng kiến cảnh tượng không ngờ đến này liền hóa đá luôn. Đám hầu tử hầu tôn sau khi sứt đầu mẻ chán vì cường giả so tài cũng hóa đá theo. Chúng nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng rằng, hoa quả sơn cũng bay màu luôn rồi. Tối nay ngủ ở đâu? Hách Nhàn lúc này mới gãi đầu cười trừ, ha ha, thứ lỗi, lần đầu tiên dùng cây kim cô bổng như ý này, kích thước không dễ nắm bắt lắm. Lời giải thích của Hách Nhàn có vẻ vẫn chưa thể làm mọi người hoàn hồn sau cú địa chấn vừa rồi. Hầu Vương sững sờ nhìn cái hố. Hắn ta suy sụp lẩm bẩm, "Má ơi, cứ coi như thêm gậy nữa thì cả ta cũng không gánh nổi." Nhưng Hầu Vương không cam lòng chấp nhận sự thật này, hắn quay ra mắng Hách Nhàn, "Hừ! Dựa vào vũ khí thì không tính là anh hùng hảo hán gì đâu nhá. Có bản lĩnh thì chúng ta thử khoa tay múa chân đi." Hách Nhàn đầy tự tin đáp lại lời khiêu chiến của hắn, "Khoa tay múa chân ư? Được thôi. Ngươi muốn tỉ thí cái gì? Sức mạnh, tốc độ hay sức chịu đựng? Tùy ngươi chọn cái nào thấy giỏi nhất, bổn tôn làm hết." Hầu Vương không chịu thua, gân cổ chỉ tay nói, "Có khối ý, ngươi chỉ được cái có vũ khí lợi hại hơn chút, ra vẻ cái gì chứ?" vậy bản vương dùng tốc độ tệ nhất của bản vương để ngược đãi ngươi hách nhàn ra vẻ đăm chiêu lặp lại lời hắn tốc độ tệ nhất sao trong lòng thì đã phì cười nghĩ con khỉ ngu ngốc ta chính là tương lai của ngươi giỏi cái gì nhất ta còn không rõ nữa chắc không thể chờ đợi khoảnh khắc phân thắng bại quanh người hầu vương bùng lên linh lực hắn mạnh miệng nói cuối đại lục bồng lai tiên đảo sinh ra một đóa vô cực thải liên ngươi có biết không hách nhàn cộc lốc đáp biết nghe vậy hầu vương hưng phấn đưa ra luật chơi tốt lắm vậy ai lấy được một cánh hoa của vô cực thải liên trước thì người đấy thắng ngay khi vừa dứt lời hắn bật người về phía trước miệng lớn tiếng gọi cân đầu vân lập tức một đám mây vàng từ trên trời lao xuống hầu vương nhanh chóng nắm lấy nó hắn sảng khoái hét lên lão tôn ta đi trước một bước nói rồi liền vụt bay đi chỉ để lại một đốm sáng trên trời cao nhìn tốc độ của của hắn Đám người Thiên Môn tông không khỏi ngỡ ngàng cảm thán, nhanh quá. Liễu Nguyên và lũ đệ tử há miệng không tin nổi. Bồng Lai Tiên Đảo, ước chừng triệu dặm từ đây, vậy mà bọn hắn cũng dám tỷ thí. Nhưng ngoảnh lại, Hách Nhàn vừa đứng đây cũng đã mất tâm không thấy bóng dáng. Liễu Nguyên không khỏi giật mình thốt lên, "Ơ, ờ, con khỉ kia cũng biến mất rồi." Một lúc sau tại quần thể Bồng Lai Tiên Đảo, một tia sáng uỳnh uỳnh đáp xuống, không ai khác chính là Hầu Vương cùng đám mây vàng kia. Hầu Vương hạ cánh bằng một cú tiếp đất bằng mặt, trượt dài trên mặt đất. Hắn lập tức bật dậy chỉ vào đám mây kia mắng, tên khốn chết tiệt, cứ mỗi lần bay là cũng chẳng quan tâm hạ cánh thế nào đúng không? Cân Đầu Vân biểu lộ rất không ngại, tạo thành hình ngón tay thối thay lời đáp lại. Hầu Vương xoa bản mặt vẫn còn sưng phù, lau bao oán hận, cố ý phải không? Cái đám mây chết tiệt, rõ ràng là cố ý. Nhưng lúc này một thứ ánh sáng thu hút sự chú ý của hắn, Hầu Vương ngước mắt lên, thứ nhìn thấy là một bông hoa lớn nhiều màu đang lơ lửng trên không trung hắn cười đắc ý ha 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 quả nhiên hai tám cánh của đó vô cực thải liên vẫn còn xem ra bản vương thắng rồi sau nửa nén hương hầu vương đã trở lại ngoại ô hoa quả sơn nơi tập kết của cuộc tỷ thí nhưng bất ngờ thay hách nhàn đã đứng đó từ lúc nào hách nhàn hướng hầu vương mở miệng châm chọc thế này là không được đâu trễ vậy mới quay lại bản tôn đã sớm về đến rồi Hầu Vương sờ vết thương vẫn còn đau âm ỉ trên mặt, nghiến răng nói: "Hừ, bổn vương chỉ là trùng hợp đi xử lý chuyện khác mà thôi. Hắn cũng không thể mất mặt mà nói là do sợ bị Cân Đầu Vân làm ngã, lựa chọn tự thân bay về nên mới muộn như vậy." Như nắm trong tay cả đóa vô cực thải liên, Hầu Vương vẫn vô cùng tự tin mà to mồm quát: "Bớt ở đây thể hiện đi, về sớm thì đã sao? Không lấy được cánh sen còn không phải là thua rồi ư?" Ừ. Hách Nhàn thản nhiên đáp: "Ồ, sao ngươi biết ta chưa lấy được? Hầu vương chỉ chờ hắn hỏi câu này. Hắn liền triệu hồi ra đóa hoa mà đắc chí cười lớn. Ha ha ha, đó là bởi vì bổn vương đã đến trước ngươi, đem cả hoa sen thu vào trong túi rồi. Đám người thiên môn tông tiếp tục há mồm kinh ngạc, thi nhau cảm thán. Trời ơi, lại thật sự là vô cực thải liên của bồng lai tiên đảo. Đây tương đương với một nén hương ngắn ngủi chạy đến đại lục. Đúng là không thể tin được lũ nữ hầu từ lúc này hai mắt đã hóa thành hình trái tim tràn đầy ngưỡng mộ khen ngợi hầu vương của chúng không hổ danh là đại vương ngài quả đúng là thần hầu vương được phen cười dài cả mũi đáp đây đã là gì chứ chẳng qua chỉ là chút tài năng nhỏ mà thôi hách nhàn liếc mắt chờ hắn kêu căng xong mới lên tiếng được rồi ta thừa nhận ta không lấy được cánh sen hầu vương càng cười lớn ha ha không phải phí lời sao mau nhận thua đi Hách nhàn ra vẻ bất đắc dĩ nói tiếp, nhưng bản tôn không lấy được thải liên là có nguyên nhân, bởi vì ta không thể ngờ tới thân thể này thật sự là quá nhanh. Vừa chạy lên liền lập tức khiến cho chư tiên thần Phật phải chú ý. Để đảm bảo an toàn, ta mới vội vàng dừng lại, không đi lấy thải liên. Hầu vương nghe lời này mặt nhan thành một cục. Các đệ tử thiên muôn cũng tròn mắt trước lời giải thích khó tin này. Sau đó hầu vương dẫn đầu cười chảy cả nước mắt nói, ngươi cũng khoác lác giỏi đấy, ha 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 ha. Chư thiên thần Phật chú ý cái gì chứ? Sao không nói Ngọc Hoàng Đại Đế thấy ngươi sợ tới mức ngã xuống luôn đi? Lũ hầu tôn hầu tử nghe vậy cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hầu vương vô cùng tự tin chỉ vào hách nhàn tuyên bố, nếu ngươi thật sự có thể làm được như thế, bản vương sẽ trồng cây chuối cho nhà ngươi xem. Hách nhàn thành thơi đưa một tay lên ngoái mũi, không có vẻ gì là lo lắng trước lời thách thức của hầu vương. Hắn trùng chân, hai tay đưa lên vận lực nói, thật là, vừa rồi đã rất nguy hiểm rồi mà, vẫn phải biểu diễn lại lần nữa sao? Nhìn cho kỹ đi, đừng co nhắm mắt đấy. Hắn hơi lùi lại lấy đà, sau đó chớp quang lóe lên dữ dội, hách nhàn lướt đi trong ánh chớp. Tốc độ nhanh đến mức người ngoài không thể nhìn thấy thân ảnh, chỉ để lại một luồng khói và ánh vàng của linh lực quanh khu vực hắn đi qua. Dần dần một lốc xoáy hình thành dưới tốc độ kinh người của hách nhàn, lốc xoáy càng lúc càng dữ tợn làm bầu trời biến sắc. Điều này làm cho đám người thiên môn tông vô cùng khiếp vía. Lũ hầu tử hầu tôn cũng vô cùng kinh hãi. Mây đen che lấp cả bầu trời, từng tia chớp lách tách lóe lên trong đó. Bỗng từ trên cao, một con mắt hé mở, sau đó cả ngàn con mắt đồng loạt từ trên không chừng chừng nhìn xuống. Chứng kiến cảnh tượng này, hầu vương đờ người chửi thề một tiếng, miệng nó. Hách nhàn lúc này mới dừng lại trước hầu vương làm hắn sực tỉnh lùi lại. Dù là người trực tiếp thi triển sức mạnh nhưng Hách Nhàn cũng không khỏi tự dọa bản thân chết khiếp. Hắn hú hồn nghĩ, như vậy có khoa trương quá không? May mà có thủ thuật che mắt, lần sau không thể tùy tiện thi triển được, quá nguy hiểm. Trong lúc này, Mỹ Hầu Vương trẻ tuổi cảm nhận được một loại cảm xúc mà từ sau khi nhảy ra từ tảng đá còn chưa từng cảm nhận thấy bao giờ. Sau đó hắn mới biết được, loại cảm xúc này mang tên thất vọng. Đồng thời lúc đó màn hình hệ thống cũng hiện lên thông báo. Chúc mừng tiềm lực của tôn ngộ không thời trẻ đã tăng lên 5%, giá trị tiềm lực hiện tại đạt 15%. Hầu vương sau khi chứng kiến sức mạnh kinh người từ hách nhàn thì sững sờ ngồi sụp xuống, khó khăn thừa nhận, ta thua rồi. Nhưng hắn vẫn không cam lòng hét lên, nhưng ta không phục, ngươi nhất định là nhờ đống trang bị xa hoa trên người, thắng mà không dùng võ. Hách nhàn vô tư đáp lại, vậy ta cho ngươi mượn trang bị của ta mặc được không? Hầu vương bất ngờ trước đề xuất của đối phương, cảm thấy mình nghe không rõ hả một tiếng hỏi lại. Hách nhàn tự tin nói tiếp, như thế thì ngươi cũng không còn cái cớ nào nữa nhỉ. Nghe vậy hầu vương liền tràn đầy phấn khởi nói, được, vậy đưa đây, xem ta đập ngươi thành bãi phần này. Nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hầu vương lập tức ngậm miệng, đỏ mặt toát mồ hôi nghĩ, ếch, không được. Sau đó hắn liền đứng dậy ra vẻ quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà nói với hách nhàn, hừ, không bằng hôm nay buông tha ngươi trước, chúng ta hôm nào tái chiến tiểu đệ chúng ta đi nhìn hành vi của hắn hách nhàn cau mày khó hiểu đám hầu tử hầu tôn thấy vậy thì vô cùng luyến tiếc kêu lên lão đại đây là cơ hội ngàn vàng đấy một đứa khác cũng chen vào đúng đó trao đổi trang bị hắn nhất định không phải đối thủ của lão đại rồi cả đám thi nhau khuyên nhủ hoa quả sơn mất rồi lão đại ngài phải báo thù đấy không thì làm sao ăn nói với các liệt tổ liệt tông đây hầu vương quát bọn chúng được rồi được rồi phiền chết đi được sau đó cười gian manh nói với hách nhàn đưa trang bị đây ta ra kia đổi cho trước thái độ thay đổi loanh xoành xoạch của con khỉ kia hách nhàn luôn cảm giác chuyện này có gì rất kỳ quặc thế rồi hầu vương trốn ra sau một mỏm đá xa xa bắt đầu cởi áo choàng hắn gấp rút mặc vào từng món trong lòng vô cùng khẩn trương liên tục niệm thay nhanh thay nhanh bị phát hiện thì chết mất nhưng vừa quay ra phía sau thì hắn đã thấy hách nhàn đứng ngay cạnh đang bụng miệng cười từ lúc nào ánh mắt hầu vương muốn nứt ra trong đầu hiện lên hai chữ tiêu rồi hắn lập tức nổi đóa phi thân đuổi theo muốn thủ tiêu hách nhàn hách nhàn không nhịn nổi nữa hắn vừa cười chảy cả nước mắt vừa chạy chỉ vào hắn ca, ca, ca. ngươi ngươi vậy mà hầu vương bị cười nhạo càng tức tối hét lên quay lại đây đứng lại cho lão tử nhưng mà chỉ vội đuổi theo Hầu Vương lúc này mới chợt nhận ra, ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào phần thân trên để trần của hắn. Một cơn gió vút qua, không ai dám lên tiếng. Đám hầu tử hầu tôn đổ mồ hôi, biểu cảm đầy sững sờ không tin vào mắt mình. Trên bắp tay của Hầu Vương vậy mà xăm đầy những hình thù ngộ nghĩnh dễ thương của trẻ con. Đám người thiên môn tông nhìn thấy mà như xét đánh ngang trời, bọn họ kinh hãi thốt lên. Cái này, đây là hình xăm của yêu vương sao, má ơi hầu vương trước ánh mắt kỳ thị của mọi người đã không còn gì để mất tức giận tay đấm chân đá quát cười cười cái gì mà cười có gì đáng cười lắm sao dựa vào cái gì mà yêu vương không được có hình xăm dễ thương dựa vào cái gì chết tiệt ta sẽ giết hết các người giết hết một tên hầu tử vội giữ hắn lại khuyên can lão đại ngài bình tĩnh một chút không ai cười ngài đâu ngài nhạy cảm quá thôi thâm tâm hầu vương lúc này đã ôm gối đổ lệ dựa vào đâu dựa vào đâu mà nam nhi không được thích mấy thứ cu te vậy trở về lão tử còn mặt mũi nào nữa sao chúng còn phục tùng ta nữa sau nửa nén hương hầu vương cuối cùng cũng hoàn chỉnh mặc lên mình bộ giáp của hách nhàn hắn nhắm mắt lại tự nhắc nhở bản thân phải quên đi chuyện ban nãy không nghĩ nữa không nghĩ nữa tập trung toàn bộ vào chiến đấu sau đó hắn phát động linh lực một luồng sáng bùng lên xoay quanh hắn hầu vương phấn khích cười lớn ha 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 quả nhiên là vấn đề trang bị. Ánh mắt hắn phát ra sát khí nhìn về phía hách nhàn. Hắn phun ra một câu, đi chết đi, rồi bật người như một tia chớp lao đến. Hách nhàn không mặc giáp, bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ đối mặt với thế công cường hãn của hầu vương, thậm chí còn dơ nắm tay tự hỏi, phát đấm này nên để tên sao nhỉ. Rồi hắn vào thế mà tụ lực nơi tay, miệng buông ra một câu, cứ gọi là đấm thường đi ta. Hầu vương thế như trẻ tre, cầm gậy như ý hướng hách nhàn bổ thẳng miệng còn không quên xem thường mà hét lớn chiêu thức của ngươi trăm ngàn sơ hở làm sao có thể thắng được ta khoảnh khắc hai luồng linh lực va chạm với nhau một tiếng nổ lớn phát ra mặt đất vỡ tung hành tinh chấn động nhưng chỉ trong nháy mắt cả giải ngân hà vẫn yên lặng vận hành ngay trong nháy mắt của trận so tài này những thứ mà hầu vương nhìn thấy cũng vô cùng sống động hắn thấy được dưới bầu trời xanh là cánh đồng hoa thơm bát ngát rồi nơi đó lại đột ngột trở thành một vùng đất hoang vu cằn cỗi. Hắn thấy được ghen thống khổ khi sinh vật được sinh ra, thấy được sinh vật lớn lên tự sinh ra ý thức, thấy được sự tín nhiệm đối với một đấng tối cao, thấy được văn tự kỳ lạ, thấy được điều không rõ sâu trong bức màn bóng tối, thấy được sự giao tiếp của người với người. Lý trí, hy vọng, thời gian, nô lệ, chủ nô, hận thù, đốt cháy, cứu rỗi, tình yêu, ràng buộc, yên lặng, vận mệnh, Máu tươi, bóng tối, hỗn loạn, giải thoát, tự do, vân vân và mây mây, cả ngàn cảm xúc như thâm nhập vào đầu Mỹ Hầu Vương, khiến hắn phải ôm đầu hét lớn. Rồi thậm chí hắn đã bật khóc. Ngộ không của thời kỳ non trẻ dường như đã nhìn thấu tất cả chân lý, nhưng nó giống như lại mất đi tất cả. Trở về hiện tại, lúc này tại khu vực xảy ra địa chấn, xuất hiện một cái hố hình người. Hầu Vương ngay người nằm dưới đó, hắn nhìn trời trong mắt là cảm xúc không thể diễn tả. Hách Nhàn đi đến như một vị thần mà từ trên cao nhìn xuống nói, "Không thể hiểu được phải không? Vừa rồi cái kia gọi là đạo ý, là một loại sức mạnh của cảnh giới." Hầu Vương trên người đầy vết thương, bật dậy kiên trì hỏi, "Ta phải thế nào mới có thể đạt được nó?" Hách Nhàn nhếch miệng cười, không ngại chỉ dẫn hắn, "Võ đạo của ngươi quá bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo. Cho dù ngươi có đang theo đuổi vũ khí mạnh nhất hay phương pháp bất tử vĩnh cửu, nhưng lại đã phớt lờ sự thật rằng đại đạo chưa toàn vẹn chỉ bằng cách từ bỏ sự hoàn hảo và đồng thời chấp nhận lý trí và sự hỗn loạn thì đại đạo ý cảnh chân chính mới sinh ra lúc đó võ đạo mới không chỉ còn là kỹ xảo đơn thuần mà là nghệ thuật là cảnh giới nghe những lời này hầu vương suy sụp lặp lại đại đạo chưa toàn vẹn năm chữ này như khắc sâu vào đầu hắn để hắn nhận ra bản thân mình buồn cười đến nhường nào hầu vương điên cuồng hét lên đại đạo chưa toàn vẹn Đạo tâm của hắn, những cực khổ rèn luyện của hắn như một tấm kính đột nhiên vỡ vụn. Trong sương mù, Ngộ không chỉ cảm thấy nội tâm có thứ gì đó như sụp đổ, mà theo đó xuất hiện là một cánh cửa lớn đóng chặt, bên trong là một cái gì đó hắn chưa bao giờ tưởng tượng tới. Hắn đẩy cửa bước vào, trong đó là một con đường mới. Ngay lúc này màn hình hệ thống lại hiện lên thông báo, tiềm lực giá trị của Ngộ không thành công tăng lên tới 30%, chúc mừng đã hoàn thành nhiệm vụ sau đó một thẻ bài hiện ra tiếng hệ thống vang lên thưởng cho thẻ nhân vật đỉnh phong na cha hách nhàn túm lấy thẻ bài rớt nước mắt nghĩ không ngờ mỗi lần thưởng nhiệm vụ đều là thẻ nhân vật đỉnh phong hạnh phúc quá đi an toàn của tại hạ cuối cùng cũng được đảm bảo rồi hầu vương sau khi được chỉ dẫn ngộ đạo thì lập tức quỳ xuống hướng hách nhàn nói đại lão là ân nhân của tại hạ xin người nhận con làm đồ đệ rồi hắn thành khẩn dập đầu cầu xin làm ơn đi Hách Nhàn vô cùng hài lòng trước thái độ của Hầu Vương, khoanh tay đáp, thu nhận đồ đệ, cũng không phải không được, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Hầu Vương không cần nghĩ liền vui vẻ đáp ứng, người cứ nói, cho dù có là gì con đều có thể làm được hết. Hách Nhàn cười ra nhìn hắn, nói ra điều kiện mà không ai ngờ tới, rất đơn giản, về sau không được tiếp xúc với bất cứ thứ gì đáng yêu nữa cả. Nghe lời này, Hầu Vương hóa đá, hắn không thể tin nổi toát mồ hôi lắp bắp. Này này này, này yêu cầu kiểu gì vậy? Hách nhàn ngoái mũi, khuôn mặt tràn ngập vẻ bỉ ổi dụ dỗ. Chỉ cần ngươi thể thì ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ. Ngươi chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc trở thành một mãnh nam chân chính, hoặc trở thành một nương tử kỳ quặc. Ngươi tự chọn, nghe xong lời này, trước mắt hầu vương như hiện lên hai cái nút bấm xanh đỏ, mà hắn thì đang run rẩy không biết nên bấm cái nào. Hầu vương chật vật đấu tranh tư tưởng, nói lắp liên tục, ái, cái, cái, mà mãi không thể nói ra được là chọn cái nào. Càng lúc hắn càng hoang mang, mồ hôi tuôn đầy đầu. Cuối cùng hắn dứt khoát chối bỏ. Xin thứ lỗi, đại lão, tại hạ không thể. Hắn bụng mặt không đành lòng nói. Con cũng biết cường giả thì không nên có những sở thích kỳ quái. Nhưng con không nhịn nổi, nhịn không nổi. Người hiểu chứ? Hách nhàn lúc này đã nhịn cười đến sặc cả nước miếng. Đành quyết định kết thúc trò đùa dai của mình. Thế là hắn tiến đến khoác cổ Hầu Vương lớn tiếng nói, "Đùa đấy, đồ ngu ngốc này." Hách Nhàn xoa đầu tên đệ tử mới nhận của mình, nghiêm túc giảng giải, "Chúng ta có quyền thích bất cứ thứ gì, miễn là nó không có hại cho bất cứ ai. Những kẻ dám cười nhạo ngươi kia mới là đồ khốn kiếp." Khi nói ra những lời này, Hách Nhàn, kẻ vừa mới cười vào mặt đồ đệ mình có lẽ không đặt mình trong số những tên khốn ấy. Trước ánh nhìn sùng bái của Hầu Vương, Hách Nhàn lại tiếp tục dạy dỗ sau này nếu có người dám gọi ngươi là kỳ quái sư phụ sẽ cùng ngươi đi đập chết tên khốn ấy nói xong hách nhàn gãi đít thúc giục còn ngây ra đó làm gì theo ta nhanh lên hầu vương lập tức đứng dậy hăng hái đáp lại vâng sư phụ chứng kiến sức mạnh uy phong lẫm liệt của hách nhàn cùng thái độ khép nét phục tùng của hầu vương cả lũ hầu tử hầu tôn và đám người thiên môn tông thi nhau đuổi theo đòi bái hách nhàn làm sư phụ hách nhàn chỉ cảm thấy phiền thẳng thừng từ chối thôi càng nhiều người chỉ có nguy hiểm thêm thôi. Trên đường rời khỏi hoa quả sơn, sau khi ngẫm kỹ lại mọi chuyện, hách nhàn cao mày tự hỏi, thế giới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người hầu của hầu vương rõ ràng là sinh vật phương Tây, trận pháp từ liễu nguyên cũng giống, mà người địa phương bọn họ cũng không cảm thấy khác thường chút nào. Giống như tập mãi thành quen, điều đó chẳng phải có nghĩa là các tổ chức bí ẩn của phương Tây sẽ bất ngờ xâm chiếm sau 700 năm sau. Vậy bây giờ chuyện gì đang diễn ra vậy? đang mải mê suy đoán. Bất chợt màn hình hệ thống hiện ra làm hách nhàn giật mình thốt lên. Má ơi ngươi đừng có thình lình xuất hiện nữa được không? Tim ta không chịu nổi đâu. Trên màn hình hiện lên, nhiệm vụ thứ ba mở, tìm nữ võ thần thời trẻ, cũng là huyền nữ cửu thiên sau này và tăng tiềm năng lên 30%. Hách nhàn nhìn nội dung trên hệ thống cầu nhau, nữ võ thần đầu tiên trong lịch sử, cửu thiên huyền nữ sao, danh tiếng của mấy người thực sự đáng sợ đấy. Đêm xuống tại đại điện nữ nhi quốc, đèn đuốc vẫn còn sáng trưng. Ẩn sâu bên trong đó là một khu vực chứa vô số trận pháp và những sợi xích chỉ để trói buộc một người. Kẻ đó mang mặt mày dữ tợn, trên trán mọc ra hai sừng, răng nanh chìa ra, vòng cổ lồng vào hình thù đầu lâu và xương trắng, cả người bị trói buộc bởi những sợi xích mang theo linh khí từ pháp trận. Dù vậy hắn vẫn thản nhiên cười nói, phư phư phư, không hổ là quân vương một nước, quả không cùng đẳng cấp với mấy tên tiểu tông tiểu phái. Ngồi trước mặt hắn, cũng chính là chủ nhân của những trận pháp này, quốc vương của nữ nhi quốc, nữ vương Tây Lương, nàng ta ngồi vắt chân. Mái tóc đỏ dài tung bay, lạnh lùng nói, ba ngày khổ chiến mới bắt được ma vương nhà ngươi, không cần dãy ruộn nữa đâu. Ma vương lúc này chợt thay đổi hình dạng, hóa thành một bộ xương, sâu trong hốc mắt phát ra ánh đỏ kỳ dị như hai con người. Tây lương nữ vương nhìn hắn xem thường, ngươi có biến thành đống xương khô thì cũng không trốn nổi đâu. Thiên cơ đại trận một khi thành hình thì toàn bộ tu tiên giới này cũng không ai có thể hóa giải. Bản vương có tự tin như này. Ma vương trong hình dạng khô lâu vẫn không hề sợ hãi. Hắn vô cùng bình tĩnh đáp. Trận pháp đệ nhất đại lục sao? Quả thật không phải là hư danh. Nhưng nếu bản vương ta nói, ta đã nắm giữ được sức mạnh thật sự của cảnh giới thì sao? Nghe được lời này, nữ vương chừng mắt kinh hãi thốt lên. Cái gì? Vừa dứt lời một hố đen đã xuất hiện ngay dưới chân nàng. Nữ vương không thể phản kháng lập tức bị hút vào trong toàn bộ căn phòng chứa trận pháp chớp mắt trở nên tĩnh lặng hố đen đưa nàng ta đến một không gian tối như mực một giọng nói cất lên sao nào thần kỳ lắm đúng không từ trên không từng bộ khô lâu khổng lồ lần lượt xuất hiện trước mắt tây lương nữ vương kèm theo là tiếng của ma vương vang vọng đây chính là sức mạnh cảnh giới của bản vương lĩnh vực trì lực ở trong đây bản vương mới chính là thần minh là chúa tể của mọi tồn tại mà ngươi chỉ có thể mặc cho bản vương an bài thôi. Sau đó nữ vương bị đem trói lại, những sợi xích bó chặt vào chân, tay, từng thớ thịt trên người khiến nàng không khỏi đỏ mặt xấu hổ. Nhìn dáng vẻ khiêu gợi của nàng ta, cái đầu lâu khổng lồ cười lớn, kha kha kha, ngươi thua rồi, từ hôm nay trở đi, toàn bộ nữ nhi quốc sẽ là đồ chơi của ta. Tất nhiên cũng có ngươi trong đó rồi, nữ vương đại nhân thân yêu của ta. Chuyển cảnh đến 7 ngày sau, Hách nhàn đã có mặt ở ngoại ô nữ nhi quốc. Hắn lười biếng đưa tay chắn cái nắng gay gắt từ bầu trời, chắn nản than, đã có thể thấy nữ nhi quốc rồi sao? Không muốn hoàn thành nhiệm vụ tí nào luôn á. Thực tế là vốn đồ đệ hắn cũng chỉ cách có vài bước, nhưng bị ép chỉ hoãn xuống một ngày nữa mới tới. Hầu vương lúc này lấp ló sau tảng đá, nhìn về phía hách nhàn bẽn lẽn nói, Sư phụ, thật sự muốn biến thành hình dạng này sao? Hách nhàn hào hứng ngoảnh lại, lớn tiếng đáp, biến hình xong chưa? Nhanh, nhanh cho ta xem nào." Hầu Vương lúc này mới ngại ngùng bước ra, hắn biến thành nhỏ xíu như nhóc con, mặc một bộ võ phục trông vô cùng đáng yêu, đỏ mặt nói: "Con thích mấy thứ dễ thương, nhưng cái này có hơi quá lố không?" Rồi hắn không chịu nổi mà đưa hai tay lên che mặt. "Mẹ nó, xấu hổ quá đi." Hách Nhàn liếc mắt nhìn dáng vẻ của đồ đệ, khẽ cười ra vẻ động viên: "Xấu hổ cái gì chứ? Không phải đã nói rồi sao?" đây là một phần trong việc tu hành, sau này ngươi sẽ hiểu thôi. Sau đó hắn không cưỡng lại được vẻ đáng yêu từ đồ đệ nhỏ của mình mà ôm trầm lấy đầu nó cọ cọ, vừa cọ vừa thân thiết nói, sư phụ đã làm gì hại con bao giờ chứ? Nhưng thật ra suy nghĩ trong nội tâm hách nhàn hiện tại là, mang theo một linh vật vô hại như vậy, tỷ lệ gặp địch trực tiếp giảm xuống 50%. Hai người một lớn một nhỏ, một thao thao bất tuyệt cười lớn, một xấu hổ không nói nên lời, cả hai đều không để ý đến một kẻ đang lén lút núp sau tảng đá sột xà sột soạt tên đó dõi theo bọn họ ánh mắt tràn đầy mưu tính cười xảo trá một lúc sau có hai kẻ bước tới một cao gầy một lùn tịt tên lùn cũng là kẻ vừa mới lén lút sau tảng đá ba nãy hắn eo đeo hổ lô tay cầm tẩu thuốc ra vẻ thân thiện nói hai vị đại nhân nhìn lạ mặt chắc là lữ khách mới tới đây lần đầu phải không một đường mệt nhọc nhất định cần chỗ lưu trú nhỉ có cả tiết mục giải trí nha. Hách nhàn ngơ người một lúc mới hiểu được lời đối phương. Nơi lưu trú, tiết mục giải trí, những cái này không khỏi làm hách nhàn toát mồ hôi liên tưởng đến mấy nơi thanh lâu hắc điếm tà đạo ở nhân gian. Hắn điên cuồng hét lên trong đầu. Hách nhàn, mày nghĩ cái mẹ gì vậy? Đừng có đem mấy cái suy nghĩ đen tối của mày vào thế giới tu tiên đơn thuần như này. Dị thế giới sao có thể? Nhất định là không phải. Nhưng tên cao gầy lại khẳng định điều ngược lại. Hắn tiến đến thì thầm bên tai Hách Nhàn, toàn thiếu nữ trẻ đẹp á. Hách Nhàn biểu cảm đê tiện, một lời khó nói hết. Nhưng không do dự, hắn liền lập tức quay lưng xua tay từ chối, "Thôi thôi, không cần đâu, tại hạ chưa đủ tuổi thành niên." Tên cao gầy thấy vậy liền túm chặt lấy, không cho Hách Nhàn chạy mất. Tên lùn từ phía sau lên tiếng dụ dỗ, không giấu gì khách quan, "Nữ nhi quốc đã nằm trong tay đại lão của bọn ta, mỹ nữ cả thành này đều có thể làm theo ý ngài." hách nhàn nghe thế thì dừng bước nghi ngờ hỏi lại trong tay sao tên lùn liền lấy ra một quả cầu nhỏ bằng vàng nói không tin thì ngài xem thử cái này xem quả cầu trên tay hắn phát sáng ánh sáng tụ lại phản chiếu ra hình ảnh của những mỹ nữ xinh xắn dễ thương đầy quyến rũ loại nào cũng có tên lùn cười bỉ ổi tất cả đều là người nổi danh ở nữ nhi quốc sao nào kích thích lắm phải không hách nhàn căng mắt nhìn chằm chằm các mỹ nữ không nỡ bỏ sót một chi tiết nào. Hình ảnh lại tiếp tục chuyển đổi. Một nữ nhân có vẻ như vừa mới bị hành hạ, cả người bầm dập, quần áo rách nát nhưng lại trông vô cùng gợi cảm. Tên lùn đồng thời ẩn ý nói, nếu ngài chưa cảm thấy đủ thỏa mãn, muốn kích thích hơn thì chúng tôi cũng có. Còn về mức độ thế nào thì, kha kha, chỉ có chuyện cậu không nghĩ tới thì chúng tôi không làm thôi. Quả nhiên, những hình ảnh bạo hành 18 cộng hiện lên nữ nhân ăn mặc khiêu gợi hai tay bị trói lại, người đầy vết roi quất, la hét thảm thiết. Hầu vương lúc này đã không nghe nổi nữa mà tức giận hét lên, mấy tên chết tiệt nhà ngươi. Dứt lời hắn xông đến quát một tiếng, khốn nạn, rồi đấm thẳng vào bộ mặt đáng ghét của tên lùn kia. Tên lùn bất ngờ ăn đau, hoảng sợ nói, ngươi, ngươi làm gì vậy? Hầu vương lửa giận phùng phùng đè hắn xuống muốn đấm cho vài phát, miệng quát to, làm cái gì sao? tất nhiên là thay trời hành đạo. Ngay khi quả đấm thứ hai chuẩn bị giáng xuống thì Hách Nhàn lên tiếng chặn lại, "Ngộ không, dừng tay." Hầu Vương thu lại linh lực, khó hiểu nhìn sư phụ. Hách Nhàn ha ha cười như không có chuyện gì, túm lấy Hầu Vương nói, "Ngại quá, đồ nhi của ta không hiểu chuyện, đắc tội rồi, bọn ta đi ngay bây giờ đây." Nói xong liền lập tức mang theo đồ đệ chạy đi, còn hét to với hai tên kia, "Không hẹn gặp lại." Sau khi bọn Hách Nhàn đã đi khuất dạng, tên cao gầy mới cất tiếng hỏi cứ thế mà thả bọn chúng đi sao tên lùn trong mắt chuyển đỏ vết thương trên mặt bị hầu vương đấm khi nãy tự động hồi phục hắn lạnh lẽo đáp kệ đi tên yếu đuối đấy không phải người chúng ta cần tìm mà lúc này tên yếu đuối hách nhàn đã lôi kéo đệ tử của mình chạy đến một nơi khá xa khu vực ban nãy hầu vương khoanh tay phụng phịu vẻ rất không cam lòng hách nhàn thấy thái độ của hắn thì thản nhiên hỏi làm sao giận hả Hầu vương quay phát đi, chém đinh chặt sắt nói, không có. Hách nhàn điệu bộ không để tâm giải thích, nếu đúng như những gì hắn nói, lão đại của hắn đã chiếm toàn bộ nữ nhi quốc. Thực lực mạnh mẽ như thế thì nghĩ xem hắn có nhất thiết phải ra đầu đường đi gọi khách vậy không? Ta nghĩ rằng bọn chúng đang tung thông tin ở một phạm vi nhỏ, đợi có ai đấy mắc câu. Hầu vương rõ ràng chẳng nghĩ nhiều như thế, mặt mũi ngây ngô như thằng nhóc thò lò mũi xanh tự hỏi, thật vậy sao? Hách nhàn biểu cảm đột nhiên trở nên nghiêm túc nói. Nữ nhi quốc có lẽ chỉ là mồi nhử thôi. Bọn chúng đang có ý đồ khác lớn hơn. Nhưng cho dù thế nào, phải giết hết mấy lão già cặn bã ấy. Thế nên không được rút dây động rừng. Nghe đến đây, hầu vương đùng một cái quỳ sụp xuống nhận lỗi. Là con sai thưa sư phụ. Đồ nhi vậy mà trong lòng hiểu lầm người là bọn chuột nhát nhát gan sợ phiền toái. Còn dám nghi ngờ thực lực trước đây của người chỉ là diễn trò mà thôi. Đồ nhi đáng chết. Xin người trừng phạt. Thần kỳ thay từng cái hiểu lầm của đồ đệ đều không trượt phát nào mà nói chúng tim đen của Hách Nhàn làm hắn ngây ra như phỗng Hách Nhàn nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngại ngùng cười xua tay, a ah ha ha, sao có thể được, sư phụ sao có thể là người như vậy được chứ? Nào ai biết vừa nãy hắn đúng là theo bản năng nhất gan mà chạy trốn, sau đó mới ý thức được là có vấn đề. Hách Nhàn kết thúc chuyện này rồi nói với đồ đệ, thôi được rồi, đừng làm lỡ thời gian nữa, chúng ta vào thành thôi đánh nhanh thắng nhanh. Hầu Vương vô cùng tin tưởng đáp lại, con nghe theo sư phụ hết. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên gọi lại sự chú ý của hai người, là tiếng nữ nhân quát, này hai tên dâm tặc kia. Một thiếu nữ đứng trên cây nhìn xuống, tóc dài buộc hai bên, trên tay xách theo hai con rối mang hình hài của hai tên lừa đảo ba nãy. Nàng ta căm ghét nói, đồng bọn của các ngươi bại trận hết rồi, các ngươi còn muốn chạy đi đâu. Hách nhà nhìn về phía người đến đánh giá, trên tay nàng ta đúng là hai tên vừa rồi, nhưng là pháp thuật gì khiến bọn chúng thành như vậy? Vừa hay hệ thống lúc này hiện lên giải đáp thắc mắc của hách nhàn. Tít, chúc mừng ký chủ đã tìm được mục tiêu, cửu thiên huyền nữ thời trẻ. Hách nhàn to đầu trừng mắt run rẩy nói, cô, cô ta là cửu thiên huyền nữ sao? Huyền nữ lúc này nghiến răng cam phẫn nói, lấy nữ nhi ra làm đồ chơi, bọn cận bã các ngươi đã khiến bổn tiểu thư ta đến giới hạn rồi đấy. Nói rồi nàng ta lập tức vác theo kiếm xông thẳng về phía hách nhàn. Hách nhàn kinh hãi hét lên. Ủa, đại tỷ, người nghe ta giải thích một hai câu được không? Ngược lại với hắn, đồ đệ ngộ không, kẻ bị rối loạn hiếu chiến nặng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Chiến ý bùng lên chen và nói, sư phụ có thứ gì cần phải giải thích sao? Ngay sau đó hầu vương hung hăng nhảy đến chắn trước hách nhàn, đối diện với huyền nữ quá to. Tới đi. Hai luồng linh lực cường hãn, một tím một vàng lao đến. Hầu vương tụ lực vào nắm đấm đánh về phía huyền nữ. Huyền nữ chỉ với vài đường kiếm liền đã hóa giải chiêu thức, chém bay hắn ta. Hầu vương bị trẻ đôi nhưng rõ ràng hắn không đơn giản như vậy, mới vừa rồi chỉ là hư chiêu. Nhận ra điều kỳ quái, huyền nữ thốt lên, không đúng, là phân thân. Nàng lập tức quay đầu lại chém một kiếm, nhưng hầu vương đã nhanh như chớp mà vụt biến mất. Hắn ta thình lình nhảy ra từ phía sau khen ngợi, phản ứng tốt lắm đấy nữ nhân nhưng tiếc là đã quá muộn rồi dứt lời lần này sức mạnh thực sự từ nắm đấm của hắn mới giáng xuống một cột sáng kinh hoàng nện thẳng về phía huyền nữ làm đất đá bắn tung mặt đất lõm thành một cái hố sâu mà nằm ở trung tâm hố là huyền nữ cùng thanh kiếm của nàng ta nhưng nàng ta không chịu thua mà từ từ gắng gượng ngồi dậy hầu vương thấy vậy thì máu chiến lại dâng lên hắn kêu căng cười lớn tốt lắm nhận trực tiếp một quyền của ta mà vẫn có thể cử động vậy để bản vương chưa kịp nói hết câu thì một luồng kiếm khí đập thẳng vào mặt hắn ta sau đó là vô số kiếm khí chém qua như vũ bão huyền nữ lúc này đã đứng dậy kiếm ý từ nàng ta mà ra là ly thường kiếm vũ hầu vương bị đánh cho hộc máu trong lòng không khỏi cảm thán mại nó chỉ ra tay trong thời gian ngắn cũng chúng ta sao tốc độ nhanh quá sau khi hầu vương bị đánh bay hách nhàn không còn ai che chắn trực tiếp đối diện với huyền nữ hắn kinh hãi mà rón rén tiến về phía đồ đệ đang nằm trên đất của mình chỉ sợ huyền nữ lại bổ cho một kiếm thì toi đời nhưng kẻ hiếu thắng như hầu vương nhất định không chịu thua dễ dàng như vậy hắn bật dậy giận dữ nhìn về phía huyền nữ huyền nữ cũng xoa mặt bị đánh ghét bỏ nhìn lại hách nhàn thì vẫn còn trong cơn kinh sợ cảm khái nữ nhân này mạnh quá hai hiệp lại có thể đánh ngộ không tổn thương như vậy song hắn lại tự vỗ chán trấn an bình tĩnh bình tĩnh bây giờ vẫn chưa phải thời điểm tốt để sử dụng thẻ bài. Nghĩ thông, hắn vội chạy đến bên đồ đệ hỏi han, hầu tử có sao không, ngươi làm được đấy chứ. Hầu vương ánh mắt trở nên nghiêm túc, không còn vẻ ngông nghênh như ban nãy. Hắn quả quyết đáp, nữ nhân này mạnh mẽ phi thường. Nếu là đồ nhi của ngày trước thì thật sự rất khó, nhưng tới nay đã có đại đạo cảnh giới của sư phụ, đồ nhi tất thắng. Hách nhàn nghe tới đây thì như có sấm sét xẹt ngang đầu. Hắn khó tin hỏi lại, gì cơ? Ý ngươi là ngươi đã học được cảnh giới chi lực sao? Hầu vương vui vẻ đáp. Dạ vâng. Sư phụ. Hách nhàn hóa đá cự tuyệt sự thật này. Hắn bàng hoàng nói. Sao có thể như thế được? Không thể nào. Hầu vương vẻ mặt đầy uy tín cam đoan. Thật mà. Mặc dù không thể như sư phụ nhưng thi triển chắc sẽ không gặp vấn đề gì. Không tin thì người xem cho kỹ là được. Nói rồi hắn vào thế đứng tấn. Quay người bùng phát linh lực cường đại. Ánh mắt hắn hóa đỏ, miệng lẩm bẩm đại đạo vốn không vẹn toàn hiểu được sự hỗn loạn chấp nhận hỗn độn theo lời của hắn linh lực càng lúc càng bùng lên mãnh liệt sức mạnh hỗn độn hiện ra trông như một ngọn lửa khổng lồ muốn nuốt chửng tất cả huyền nữ kinh hãi thốt lên khí tức này là sao hầu vương chấp hai tay dung hợp hỗn độn hai luồng khí tức đen và đỏ theo sự dẫn dắt của linh lực vàng kim tụ lại hòa quyện vào nhau dần dần tạo thành một linh cầu hừng hực trên tay hắn uy lực phát ra làm nứt vỡ cả mặt đất. Hầu Vương vô cùng tập trung điều khiển sức mạnh, linh cầu tạo thành trên tay hắn tuy nhỏ nhưng ẩn chứa cả sức mạnh của hỗn độn nên chắc chắn không thể xem thường. Hách nhà nhìn đồ đệ của mình mà há hốc mồm kinh ngạc, "Chúa ơi, đúng là đại đạo chi lực thật kìa. Tiểu tử này mới nhìn có một lần thôi mà, ngộ tính này cũng quá nghịch thiên rồi đấy." Ánh mắt Hầu Vương lúc này cũng dần biến đổi. Huyền nữ chăm chú nhìn hắn, vô thức lùi lại nàng ta toát mồ hôi cau mày tự nhủ không ổn cảm giác này không ổn chút nào tuyệt đối không ổn một quả quang cầu nhỏ nhoi cũng khiến huyền nữ cảm nhận được thứ mà từ trước tới nay chưa bao giờ thấy đó chính là áp lực nàng khẩn trương nghĩ phải lập tức toàn lực ứng phó nếu không sẽ chết mất đồng thời chiếc nhẫn trên tay nàng ta cũng sáng lên huyền nữ gọi ra diệu thức những thanh kiếm từ trong nhẫn chữ vật xuất hiện bay xung quanh nàng ta nàng nâng kiếm của mình mà ra lệnh quỷ thức mũi kiếm nghe lệnh đồng loạt hướng về phía trước huyền nữ dẫn đầu xông lên cùng với đó là những thanh kiếm mang linh khí bức người lao thẳng về phía hầu vương hách nhàn hoảng hốt nhận ra sức mạnh này trông thì bình thường nhưng uy áp lại không thua kém gì cảnh giới chi lực hầu vương lúc này cũng thấy không ổn đáp không đó không phải là uy áp của bản thân nữ nhân kia mà là của mấy thanh kiếm mỗi thanh đều là thần khí trong truyền thuyết Mỹ Hầu Vương là một kẻ đã đi tìm mấy năm liền cũng không tìm thấy một thần khí nào. Nhưng bây giờ lại thấy một đống trước mắt liền vô cùng tức giận mà mắng. Chết tiệt, con tưởng đã hiểu được sức mạnh của cô ta rồi chứ. Hàn nghiến răng không trùn bước nói, nhưng trước sức mạnh của sư phụ, vẫn không đáng nhắc tới. Tới đi, chúng ta cùng. Chưa nói hết câu, Hầu Vương đã đột ngột dừng lại. Một luồng sức mạnh đang va chạm lung tung trong cơ thể hắn. Hầu Vương sững sờ nhận ra, sức mạnh đại đạo đang hỗn loạn sao hắn hai mắt trắng dã trăng chối tiêu rồi sắp không khống chế nổi nữa rồi đùng một tiếng hầu vương chưa kịp giao chiến với mấy thanh thần kiếm thì đã tự động phát nổ hắn văng ra miệng rủa thầm khốn kiếp suýt chút nữa thì lại chưa nói hết câu hầu vương đã hạ cánh theo tư thế úp mặt xuống đất làm cát bụi bốc lên hách nhàn vội vã chạy lại hỏi hầu tử sao vậy ngươi có sao không Hầu Vương trong dáng vẻ tiểu hài tử đáng thương ngẩng đầu lên nói: "Con không sao, chỉ là cơ thể con tạm thời không cử động được, cảnh giới chi lực quá mạnh, con chưa khống chế nổi, bị phản phệ rồi." Hách Nhàn nghe vậy mới thở phào một hơi động viên: "Không sao không sao, luyện thêm chút nữa khẳng định sẽ được thôi, ngươi không sao là được rồi." Trong lúc sư đồ tình thâm, tiếng của Huyền Nữ xen vào cắt ngang: "Thật không ngờ, thủ hạ của Dâm Ma Đại Vương cũng có thể có thực lực như vậy." Hách nhàn vừa quay ra thì đã hết hồn. Huyền nữ như la sát đứng lù lù trên cành cây gần đó. Nàng ta trừng mắt nhìn về phía sư đồ bọn họ. Gần giọng nói, là ta khinh địch. Hách nhàn thấy huyền nữ đã nổi sắc khí thì vội vã hô. Đợi, đợi một chút. Nữ hiệp ngài hiểu lầm rồi. Chúng tôi không phải là thuộc hạ của dâm ma vương như ngài nói đâu. Hầu vương nằm một chỗ, không cam lòng hét lên. Sư phụ, người đừng phí lời với cô ta, cứ trực tiếp mà đánh. Hách nhàn lập tức đá một phát vào mặt làm hắn câm miệng, đánh đánh cái đầu mi ý. Ngày nào cũng chỉ có biết đánh nhau với cả giết người, dùng não tí đi. Mặt khác trong lòng hách nhàn cũng sốt sáng tính toán. Thời gian hồi chiêu của thể đỉnh phong mất 10 phút. Trước mắt, chủ chiến lực hầu tử cũng tạm thời mất đi hiệu lực. Nhất định phải lấy lòng huyền nữ này trước, làm một con sâu sau đó có cơ hội thì hành sự. Thế là hắn ngước mặt lên nói với huyền nữ, nữ hiệp, kỳ thật chúng ta cũng là người chính nghĩa giống như cô định tới nữ nhi quốc cứu người chắc hẳn ngài cũng có dự định như thế nhỉ huyền nữ nghi ngờ nhìn hắn nhưng vẫn đáp tất nhiên rồi song nàng vẫn không bỏ qua mà hỏi ngươi nói các ngươi không phải đồng bọn của bọn chúng hả vậy chứng cứ đâu hách nhàn có vẻ đã lường trước được huyền nữ sẽ hỏi cái này vô cùng bình tĩnh trả lời chứng cứ hả đúng là không có nhưng ta tin tưởng nữ hiệp xinh đẹp như hoa tư thế oai hùng cho phúng sảng khoái giống như cô chắc chắn sẽ không làm chuyện tội lỗi đáng nực cười như nghi ngờ chúng tôi đâu nhỉ theo đà đó hắn tiếp tục dài mũi khoác lác khi chất đại hiệp của cô sáng như sao trên trời tôi đã cảm nhận được điều đó ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cô rồi một đại nhân vật như cô nhất định trong tâm thương hại thiên hạ khẳng định là sẽ không sát hại người vô tội đâu nhỉ huyền nữ có chút bối rối trước những lời tâng bốc của hách nhàn buộc phải đáp a à, cái đó là đương nhiên rồi bổn tiểu thư luôn luôn thà rằng buông tha lầm người cũng tuyệt không giết lầm một người nhưng chuyện nào ra chuyện đó nàng vẫn phân rõ trắng đen nói tiếp nếu mấy người không có chứng cứ thì ta tha các ngươi cũng không hợp lý thấy vậy hách nhàn vội giơ tay xin thưa nữ hiệp chớ hoảng chúng tôi có biện pháp hắn tỏ vẻ vô cùng chính trực đưa ra đề xuất không bằng để cho chúng tôi cùng người vào thành có điểm đáng ngờ thì trực tiếp giết chết chúng tôi là được huyền nữ hoàn toàn bị rắt mũi gãi đầu ngẫm nghĩ cảm thấy đề xuất này cũng không tệ. Thế là nàng liền đồng ý mà gọi bọn hách nhàn đi theo. Được rồi, không nên chậm trễ. Theo ta, hách nhàn tuân lệnh. Ham hở kéo theo đồ đệ đang bất tỉnh của mình lẽo đẽo theo sau. Trong lòng không khỏi thở phào. Vậy là sống sót thành công sau một đợt. Đang đi huyền nữ chợt dừng lại nhắc nhở. À đúng rồi, ta quen một mình đi tới đi lui. Không thích người ngoài tiếp cận. Xin cách xa ta hơn hai trượng nhà hách nhàn thấy nàng lúc trước dễ nói chuyện thì được nước lấn tới tiến đến vỗ vai nói Hầy, đừng lạnh nhạt như thế chúng ta giờ cũng coi là chiến hữu rồi mà huyền nữ đen mặt nhìn cái tay đang đặt trên vai mình lập tức rút kiếm bổ tới miệng quát to buông tay ra cho ta hách nhàn kinh hãi lùi ra xa hú hồn nhìn chỗ mình vừa đứng mặt đất nứt toác thành một cái rãnh đất đá vụn lộp bộp rơi xuống hắn tự hiểu lấy vội vã đáp ứng huyền nữ lập tức chạy về hơn hai trượng. Mặt trời dần ngả về Tây, dáng chiều đổ xuống. Trên con đường tới nữ nhi quốc, hách nhàn vẫn vô cùng ngoan ngoãn vác theo đồ đệ, cách cửu thiên huyền nữ đúng hai trượng. Hầu vương được túm trên tay, nhìn theo bóng huyền nữ, vô cùng chắc chắn nói, tính cách cao lãnh. Thân khí nhiều như thế, cô ta nhất định chính là vị nữ nhi kiếm ma đấy. Hách nhàn không rõ hỏi lại, hở, ừ, kiếm ma gì? Hầu vương khó tin đáp, kiếm ma lâm hoàng á, Sư phụ người chưa từng nghe nói qua sao. Hách nhàn rõ ràng không biết Lâm Hoàng là vị nào. Thành thật nói. Ai vậy? Đáng để ngươi nghiêm túc thế sao? Hầu vương rất nhiệt tình phổ cập. Kiếm ma Lâm Hoàng là một trong những đỉnh cao của võ bảng thiên cung đương nại. Đồng thời còn là thành viên duy nhất được biết đến trong tổ chức bí ẩn nhất. Thích ca. Hách nhàn càng ngay càng có nhiều thắc mắc. Thiên cung võ bảng. Thích ca. Gì vậy? Hầu vương cũng mơ màng về những truyền thuyết này. Chỉ biết trả lời. Cụ thể con cũng không rõ. Chắc là người lợi hại nhất thiên cung chăng? Hách nhàn đặt tay lên cằm suy đoán. Không đúng. Ra sự cấp bậc như kia không thể chưa từng tiếp xúc với cảnh giới chi lực. Nhưng vừa rồi trong cô ấy như lần đầu thấy mà. Không hề có manh mối gì. Hầu vương cũng lắc đầu không biết. Hách nhàn mưu đồ moi chút tình báo từ huyền nữ. liền cất tiếng gọi. Này, nữ hiệp. Cứ đi cách xa thế cũng đâu có tốt đâu. Hắn đưa ra lý do vô cùng hợp tình hợp lý lát nữa không phải chúng ta còn cần kề vai chiến đấu nữa sao cũng phải thương lượng mưu kế sách lược gì đó chứ cách xa như thế làm sao mà chưa nói hết câu huyền nữ đã lạnh lùng xen vào ai cần mấy người kề vai sát cánh với ta chứ nghe vậy hách nhàn cùng hầu vương đều khó hiểu nhìn về phía nàng ta hách nhàn còn giải thích đánh cùng chẳng phải sẽ tốt hơn sao hầu tử nói tí nữa là sẽ huyền nữ chẳng quan tâm tiếp lời không cần ta tự dùng chính sức mình giải quyết không cần người khác xen vào. Trước dáng vẻ lạnh nhạt của nàng ta, hai sư đồ đều không biết phải nói gì cho phải. Hầu vương tiên phong cảm thấy không thể nhịn nổi nữa, bùng nổ tức giận quát, có tí tuổi đầu mà ra vẻ cái gì chứ, cô dựa vào cái gì mà nghĩ rằng bản thân có thể tự mình làm. Bản đại vương, ưm ưm ưm, một loạt những lời mắng nhiếc phía sau đã được hách nhàn kịp thời chặn lại, hắn bịt mồm hầu vương can ngăn, được rồi được rồi, đừng nói nữa. Những lời của Hầu Vương Huyền Nữ đều nghe rõ, nàng vẫn hướng về phía trước nói, ta cũng không cam đoan chắc chắn sẽ đánh thắng được. Nếu như thua trận, chết, tự nhiên sẽ đến phiên các ngươi ra tay, nhưng cho đến lúc đó, ta không cần giúp đỡ. Nghe lời này, Hách Nhàn cau mày, nhìn bóng lưng lạnh nhạt của Huyền Nữ trước mắt, chẳng biết tại sao, hắn bỗng cảm thấy một sự cô đơn không thể nói nên lời. Khi hoàng hôn đã dần phai, cuối cùng bọn Hách Nhàn cũng tới cả ba đứng trước cánh cổng lớn của nữ nhi quốc. Biểu cảm hách nhàn trở nên nghiêm túc, hắn không rõ, sau cánh cổng này quang cảnh sẽ ra sao. Trước khi bước vào, huyền nữ một lần nữa lạnh giọng nhắc nhở, nhớ lấy, chuyện của ta không cần người khác nhúng tay. Hách nhàn nghiêm túc không quá ba giây, đưa tay lên ngoái mũi, cà lơ phất phơ đáp, hiểu rồi, hiểu rồi, đảm bảo không nhúng tay, tại hạ cực kỳ thích ăn dưa xem kịch, an toàn huyền nữ dẫn đầu đẩy ra cánh cổng lớn là người đầu tiên nhìn thấy quang cảnh bên trong nàng không khỏi sầm mặt theo sau hách nhàn và hầu vương cùng tiến vào cảnh tượng đập vào mắt bọn họ là một con rết khổng lồ năm con mắt đỏ gây rợn mọc trên đầu nó dưới bụng là chi chít đầu lâu lồi ra không biết đã có bao nhiêu sinh mạng bị nó nuốt nó tiến về phía đám người hách nhàn mà nói giọng thèm khát ái chà, ái chà, lại thêm một nhóm ngu muội tới đây so với kích thước của nó trong cả ba người hiện tại chẳng khác gì sâu kiến. Hách nhà nhìn con quái vật khổng lồ, hoảng sợ nghĩ, là cấp yêu vương, hầu tử hiện tại không thể đảm bảo an toàn cho mình nữa rồi, phải nghĩ biện pháp để huyền nữ vừa đánh vừa bảo vệ mình mới được. Hầu vương cũng nhăn mày nhìn nó đầy ghét bỏ, có thể đá đám côn trùng này ra khỏi yêu tộc không, mẹ nó, ghê tởm muốn chết. Chỉ có duy nhất huyền nữ không nói một lời, lập tức cầm kiếm lao về phía yêu vật. Không có huyền nữ bên cạnh, hách nhàn rơi vào bất an vô tận hắn kinh hoàng hét lên này đại tỷ người đừng có sung phong nhanh như vậy chứ tại hạ còn chưa kịp nghĩ cách mà yêu vương mà đánh đến hậu phương thì sao linh lực xoay tròn tụ lại trong miệng con rết huyền nữ bất chấp lao đến như một mũi tên sau đó từ miệng nó phun ra vô số nọc độc mang theo yêu lực như mưa chút xuống người huyền nữ nàng cũng chẳng nề hà xông thẳng vào cơn mưa ấy nọc độc rơi xuống chạm vào tường thành đùng đùng phát ra tiếng nổ lớn. Khói bụi tan đi, trên tường thành lộ ra toàn những vết lõm do nọc độc của nó tạo thành. Dết yêu vô cùng khoái trá nói, con người xấu xí, lại thêm một con trong một ngàn nữa chết dưới tay ta. Linh quang trong mắt huyền nữ lóe lên, một đạo kiếm khí đột ngột xuyên thủng mặt dết yêu. Sau đó là vô số nhát kiếm xuyên qua, tạo thành đầy rẫy những lỗ hổng lớn trên thân thể nó. Huyền nữ lúc này mới lạnh lùng đáp xuống, trên tay thần kiếm vẫn còn bốc lên linh lực cường hãn. Xung quanh nàng ta là từng mảnh thi thể của dết yêu nằm ngổn ngang, nó đã hoàn toàn bị phanh thây. Hách nhàn không khỏi cảm thán, chỉ trong một kích, yêu vương cũng bay màu luôn sao. Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc thì lúc này tiếng vỗ tay lại đột ngột vang lên, kèm theo đó là giọng điệu mỉa mai, ái trà trà, tiếc quá đi. Cả ba lập tức chú ý nhìn lại giọng nói vừa phát ra, từ trên không trung, một kẻ xuất hiện trong ngọn lửa linh lực đỏ thẫm hắn nói tiểu sủng vật đáng yêu và đắc ý nhất của ta chỉ cần một đao của ngươi đã bị miểu sát không hổ là huyết thống của kiếm quỷ người tới không ai khác chính là dâm ma vương đối tượng mà huyền nữ muốn truy sát huyền nữ chưa từng gặp hắn cô đề phòng hỏi ngươi biết phụ thân của ta sao ma vương hứng thú đáp không chỉ quen biết đâu ta với hắn còn là kẻ thù không đội trời chung cơ đánh không lại lão nhân thì tiểu nhân lấy đao ra chém Thế nào, ta có phải rất vô sỉ phải không?" Dứt lời, hắn cười lớn mà vận khí gọi ra lĩnh vực chi lực, cuồng phong gào thét, cả không gian phút chốc bị nhuộm đỏ như màu máu. Huyền nữ, Hầu vương, Hách nhàn, cả ba lúc này đều giật mình cảm nhận được, đây là cảnh giới chi lực. Trong không gian của lĩnh vực chi lực, Ma vương đầy tà khí nói, "Cho các ngươi biết, tại đây bản vương là tồn tại vô địch tuyệt đối, chỉ cần động một ngón tay là đủ để lấy mạng ngươi." Nói rồi, hắn phóng thích ra hàng loạt tia ma lực, chúng như những sợi dây quất về phía huyền nữ. Lập tức huyền nữ bị trói chặt, ma vương vô cùng tự tin mà cười đắc ý. Một phàm nhân, một yêu vương bị trọng thương, tổ hợp này cứu không nổi người đâu. Huyền nữ chẳng hề sợ hãi đáp, ta không cần người khác phải cứu ta. Dứt lời nhẫn chữ vật trên tay nàng sáng lên, thần khí vụt xuất hiện như sao sáng. Những thanh thần kiếm mang linh khí bức người hiện thế. Huyền nữ điều khiển thần kiếm, mỗi thanh định ở một vị trí cố định tương hỗ lẫn nhau kết thành huyền thiên đại trận nàng hô lên một tiếng phá sợi dây ma khí trói quanh thân nàng lập tức bị phá giải ma vương không thể ngờ thốt lên sao có thể đang trong lĩnh vực của ta mà huyền nữ lạnh như băng nói thiên hạ này làm gì có vô địch tuyệt đối cũng chỉ là sức mạnh to lớn mà thôi nhưng toàn bộ kiếm trận do thần khí tạo thành của ta cũng đủ để đối kháng với ngươi rồi so với con khỉ kia sức mạnh này của ngươi còn đầy nhược điểm. Hầu vương nghe vậy thì vô cùng thỏa mãn chen vào. Hừ, đương nhiên, sao mà có thể so được với sư phụ của ta? Hách nhàn lập tức bịt miệng tên đồ đệ đần độn của mình, tức giận mắng. Câm mồm đi, hắn mà nghe thấy rồi đánh chúng ta thì sao? Lúc này ma vương vẫn tập trung đối chiến với huyền nữ nên không thèm để bọn lâu la hách nhàn vào mắt. Từ trong ma lực của hắn, vô số đầu lâu giữ tợn tuôn ra như thủy triều. Thứ hắn sử dụng chính là yêu pháp, khô lâu hải. Từng cái đầu lâu chứa đầy tà khí, lơ lửng hầm hè nhìn về phía huyền nữ. Nàng hiên ngang đối mặt với chúng, không coi là vấn đề nói, số lượng nhiều thì có tác dụng gì chứ. Huyền nữ nâng kiếm hô, kiếm kỹ, anh điệp phi vũ, kiếm khí trào ra như ngàn cánh hoa xoay múa, vô cùng đẹp mắt nhưng lại ẩn chứa sắc khí có thể lấy mạng người ta bất cứ lúc nào. Nàng hiệu lệnh kiếm khí tấn công về phía ma vương, Ma Vương cũng cho đám khô lâu xông về phía trước tiếp chiều. Hai luồng sức mạnh chạm vào nhau, đùng đùng tạo ra tiếng nổ lớn. Hách nhàn đưa tay che chắn cùng phong và đất đá vang đến, nhận thấy hoàn cảnh không ổn. Hắn liền hỏi đồ đệ, hai bên đều rất mạnh, hầu tử chưa hồi phục sao. Nghe được hầu vương đáp vẫn chưa, hách nhàn rủ thầm, chết tiệt, để đảm bảo an toàn, chắc phải chuẩn bị khởi động thôi nhỉ. Nhân vật chính như hắn không thể chết lãng nhách như vậy được. Sau đó màn hình hệ thống hiện lên thông báo, thẻ Nacha đã khởi động, Nacha của ngài 5 phút nữa sẽ lên trận. Hách Nhàn mừng rỡ, còn 5 phút, không lẽ mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ thì hệ thống sẽ tiến hóa sao? Lúc này Huyền nữ nhìn mấy cái đầu lâu đang lao về phía mình mà xem thường nói, sơ hở nhiều như thế sao? Chỉ với vài đường kiếm nàng đã nhẹ nhàng đánh tan chúng. Trong lúc đó Ma Vương nâng tay, một cái đầu lâu chứa ma lực khủng bố xuất hiện trên tay hắn, hắn quát lớn, nhân lúc này tặng ngươi một phần đại lễ đầu lâu hóa khổng lồ hưng hực bốc cháy tên của nó là dung viêm cự khô huyền nữ bật người phi thân đến kiếm khí trên tay hóa xanh nàng nhìn cái đầu lâu khổng lồ duy nhất kia nói số lượng không bằng vậy ta lại càng không thể thua nàng triệu hồi ra thần khí thiên mộc hoàng một thanh kiếm xanh khổng lồ mang theo sức mạnh từ thượng cổ xuất hiện trên trời cao nhắm thẳng về phía dung viêm cự khô Ma vương nhìn thấy thần khí này liền giật mình chấn kinh, hách nhàn cảm thán: "Chúa ơi, quả thực không thua kém gì Kim Cô Bổng." Hầu vương cũng vô thức chăm chú nhìn về phía đó đáp lời: "Đều là thần khí mà." Huyền nữ quát to một tiếng: "Hoàng Lạc!" Đồng thời kiếm trên tay chém xuống. Thiên Mộc Hoàng nghe lệnh, linh khí bùng phát dữ dội, đâm thẳng xuống dung viêm cự khô. Đùng một tiếng, cả đầu lâu khổng lồ phát nổ. Ma vương nhận phản phệ, toàn thân như bị kiếm khí chém qua. Trong hốc mắt đen sâu hóm của hắn hiện ra ngàn tơ máu ẩn chứa đau đớn cùng giận dữ không cam. Khói bụi tan đi, dưới nền đất bị linh lực tàn phá, ma vương đã bị đánh ngã. Hắn chống tay gượng dậy quát, chết tiệt, chưa xong đâu. Huyền nữ tiến đến kề kiếm vào cổ hắn ra lệnh, ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt ta. Trong con ngươi của nàng hiện lên trận pháp kỳ ảo, ngay khi ma vương nhìn vào đó, lập tức thần hồn liền bị hút vào mà đưa hắn đến một nơi khác trong huyễn cảnh hắn bị xích sắt giam cầm xung quanh là đao kiếm chấn áp một con mắt khổng lồ liếc nhìn giám sát hắn hắn gục đầu hai cánh tay bị xích kéo căng không cách nào phản kháng trong mơ hồ hắn như nhìn thấy nữ nhi của kiếm ma xuất hiện dưới trăng ánh mắt sát phạt ngồi trên núi thây khô lâu của hắn tiếng của huyền nữ vang lên bên cạnh nếu để thực sự nói là lĩnh vực tuyệt đối huyễn thuật của ta có lẽ mới chính xác hơn. Một giây ở đây tương đương với một ngày, áp lực tinh thần ngươi phải chịu gấp trăm lần bên ngoài. Ma vương lờ đờ nhìn về phía phát ra tiếng nói, ánh mắt phản chiếu trận pháp trong mắt huyền nữ, không phân rõ đâu là thực đâu là ảo. Mười giây sau ở bên ngoài hiện thực, thân xác ma vương vẫn nằm trình ình dưới đất. Vẻ mặt hắn đột nhiên trở nên uể oải, mất hết ý chí chiến đấu. Lĩnh vực chi lực mà ma vương mở ra dần tan biến. Hách nhàn bất ngờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Mới vừa rồi ma vương còn ngồi dậy đòi chiến một trận nữa với huyền nữ. Vậy mà chỉ mới 10 giây sau đã ủi oải nằm bất động một chỗ rồi. Hắn liền hỏi ra thắc mắc của mình. Chuyện quái gì đang xảy ra? Sao cảm giác như kẻ địch vừa mất đi ý chí chiến đấu vậy? Hầu vương nói ra suy đoán trong lòng mình. Hình như là bí pháp huyết mạch trong lời đồn. Nghe nói chỉ có những cá biệt đỉnh cao của gia tộc mới có năng lực biến thái này. Không thể sai được đôi mắt kia của cô ta tuyệt đối chính là một trong số đó huyền nữ lúc này mới thu lại huyễn thuật nàng đứng trước mặt ma vương lạnh lẽo nhìn xuống nói chịu thua đi trạng thái hiện giờ của ngươi không còn là đối thủ của ta nữa rồi trải qua tra tấn tinh thần trong huyễn cảnh ấy vậy mà ma vương có vẻ vẫn chưa hề hấn gì hắn ngồi dậy tự tin cất tiếng không hổ là nữ nhi của kiếm ma ta sớm đã dự liệu không thể làm đối thủ của ngươi rồi rồi hắn đột ngột cười điên cuồng nói tiếp Vậy ngươi có từng nghĩ tới bản vương vì sao hết lần này tới lần khác muốn chọn ở nữ nhi quốc ra tay với ngươi hay không? Huyền nữ nghe đến đây lập tức phát hiện có điều không ổn. Không đợi nàng kịp phản ứng, ma vương đã cười đắc chí đưa ra câu trả lời. Tất nhiên là vì trận pháp rồi. Đồ ngu. Vừa dứt lời, lập tức tầng tầng trận pháp trên tay hắn hiện ra, gọi sấm chớp dung chuyển cả bầu trời. Ngay dưới chân huyền nữ, một trận pháp cũng được hình thành lấy nàng làm trung tâm vô số pháp trận nhỏ trải khắp đại điện chúng tuôn ra pháp lực liên kết lại với nhau tạo thành một pháp trận khổng lồ không sai đây chính là hộ quốc đại trận nổi danh của nữ nhi quốc mặt đất dưới chân huyền nữ bắt đầu nứt vỡ dung chuyển dữ dội dưới uy áp đáng sợ của đại trận huyền nữ nghiến răng chống cả tay cả chân xuống mặt đất để giữ thăng bằng nhìn dáng vẻ chật vật của nàng ta ma vương vô cùng hài lòng nói không nghĩ tới phải không Nữ nhi quốc ngay từ đầu đã là mùi nhử, và mọi hành động của bọn chúng đều là để ngươi bị vây khốn ở đại trận này. Gặp phải sức mạnh của cả một quốc gia thì ngay cả là hậu nhân của kiếm ma cũng không thể làm gì đâu. Nhưng với bản tính quật cường, huyền nữ nhất quyết không để cho đại trận vây khốn mình, nàng gồng mình hét lớn muốn chống lại uy áp từ đại trận. Mồ hôi tuôn ra, nàng nghiến răng, cau chặt hàng mày, linh quang quanh người sáng lên, nàng giận dữ nói, vậy thì ngươi quá xem thường ta rồi đấy vừa dứt lời một bóng người khổng lồ hiện ra cả người ánh kim quang trên thân là rất nhiều cánh tay mỗi cánh tay lại cầm một thanh kiếm khi thế ngạo nghễ uy phong đây chính là thân ngoại pháp tướng mà huyền nữ triệu hồi ra thiên thủ kiếm hoàng nàng đã thoát khỏi khống chế từ hộ quốc đại trận bay lên đối chiến cùng ma vương hách nhàn chứng kiến toàn cảnh từ xa cũng cảm nhận được khí thế cường hãn tỏa ra từ pháp tướng cả hắn và hầu vương đều chưa từng thấy qua pháp môn kinh người này nhưng ngược lại ma vương không hề có vẻ gì là bất ngờ hay sợ hãi hắn thậm chí còn nhếch miệng cười huyền nữ thấy điệu bộ của hắn thì lấy làm lạ hỏi bình tĩnh vậy sao sao nào chẳng lẽ đủ tự tin để đối kháng lại với pháp tướng của ta sao ma vương thản nhiên đứng nguyên tại chỗ đáp nói đùa kiếm ma đại nhân ra át chủ bài thì tại hạ làm sao có thể chống lại được cơ chứ huyền nữ vẫn nghi ngờ hỏi lại vậy sao ngươi còn ung dung như vậy ma vương nâng tay những văn tự cổ trên cánh tay hắn sáng lên hắn cười khẩy nói ung dung sao tất nhiên là do đã chuẩn bị kỹ chứ sao kỳ thật bản vương vẫn luôn chờ ngươi tung ra con át chủ bài này nghe được những lời này huyền nữ bất an cau mày nói cái gì ngay sau đó ma vương lập tức bay lên dùng hành động cho nàng câu trả lời hắn gọi ra trận pháp các dòng văn tự cổ cũng đồng thời hiện ra quấn quanh theo sự dẫn dắt của ma khí huyền nữ mặt tái mét hình như đã đoán được hắn muốn làm gì. Nàng kinh hãi thốt lên, không lẽ là. Nhưng chưa kịp phản ứng thì nhẫn chữ vật trên tay nàng sáng lên, ánh tím của ma lực từ trong đó phát ra. Chỉ trong chớp mắt chú văn bao vây, những cây xương trắng đột ngột đâm xuyên qua trước ngực huyền nữ, như đính nàng vào giữa trung tâm trận pháp. Hách nhàn há mùng kinh hãi, ngộ không tròn mắt sững sờ, ma vương thì ôm mặt không giấu nổi vui sướng, cười khúc khích nói, thành công rồi, quả nhiên thành công rồi rồi hắn chợt điên cuồng cười lớn. Ha ha ha, không ngờ đúng không? Bản vương vậy mà lại có thể tìm ra điểm yếu con át chủ bài của ngươi là bản thể. Pháp tướng sau khi được hình thành, nếu bản thể nhận bất kỳ thương tổn nào thì cũng sẽ bị sụp đổ phản phệ. Có pháp tướng cường đại như thế bảo vệ, nhiều điểm coi như cũng không phải sợ. Nhưng nếu công kích của bản vương là từ bên trong thì sao? Đúng như lời hắn nói, pháp tướng của huyền nữ theo đó cũng bắt đầu tiêu tan. Hách nhàn nghe vậy mới hiểu ra nguyên do, thì ra là vì hai tên khốn lừa đảo mà bọn hắn gặp trước đây. Huyền nữ đem hai kẻ đó thu vào nhẫn chữ vật. Đó hẳn là một cái bẫy. Chưa dừng lại ở đó. Ma vương hướng về huyền nữ nói tiếp. Pháp tướng phản phệ cộng thêm áp chế của đại trận. Bây giờ ngươi quả thực không khác một món đồ mặc cho ta hành hạ. Dứt lời. Hắn vung nắm đấm xông đến. Từng đấm không thương tiếc liên tục giáng lên khắp người huyền nữ. Vừa đánh hắn vừa hả hê nói lớn thích sử dụng pháp khí đặc biệt biến người xấu thành đồ chơi để trừng phạt sao? Tình báo của ta thế nào hả đại tiểu thư? Ngay cả giết người cũng không dám mà đòi làm hậu nhân của huyết ma sao? Ha ha ha! Huyền nữ bị đánh đến văng ra đất. Ma vương vẫn không bỏ qua. Túm lấy đầu nàng ta nện xuống nền đất. Á độc nói, mới thoáng cái đã đỡ không được nữa sao? Hắn vận lực dí mạnh đầu huyền nữ xuống làm cả mặt đất xung quanh nứt vỡ. Nhưng dường như chừng ấy vẫn chưa đủ hắn lại liên tiếp đấm túi bụi lên người nàng huyền nữ thương thế đầy mình nhưng dù bị ma vương tra tấn thế nào thì nàng cũng không hé răng than vãn hay cầu xin nửa chữ ma vương đánh văng nàng ta rồi lại tiến đến cay nghiệt nói đau chứ hối hận chứ tộc nhân của ta năm đó khi gặp cha ngươi cũng cảm thấy như vậy đấy hắn vặn đốt ngón tay mà nghiêng đầu châm chọc không kêu bạn ra giúp hả muốn chết rồi sao huyền nữ bất động nằm trên đất cả người bầm dập đầy vết máu dù vậy nàng vẫn cố giữ mình tỉnh táo, nhất quyết không phá vỡ nguyên tắc bản thân đặt ra. Ánh mắt dần tan rã, nàng từ bỏ dãy ruộng, chẳng sợ hãi nói: Ta nhận thua. Ngươi ra tay đi. Trước thái độ cuột cường của Huyền Nữ, Ma Vương cười gằn, muốn để ta ra tay sao? Hắn dẫm lên cánh tay, bóp cổ nàng nói: Làm gì có chuyện dễ dàng vậy? Ta phải từ từ giày vò ngươi, giống như phụ thân ngươi năm đó đã làm. Mà không, thậm chí sẽ còn tàn nhẫn hơn huyền nữ đã không cách nào phản kháng. Nàng mặc kệ hắn hành hạ, cũng chẳng còn hơi sức mà đáp lại. Ma vương thấy nàng không phản ứng lại càng tức tối quá to. Đừng làm ra dáng vẻ mặc kệ tất cả khốn kiếp đó. Sợ hãi cho ta, sợ hãi. Hắn tụ ma lực vào tay, tàn ác nói. Hay là phế cả hai cái chân trắng này của ngươi trước để làm điểm tâm trước khi ăn. Một trường đánh xuống, đất đá vỡ tung, mặt đất nứt ngang thành một cái rãnh. Kỳ lạ thay, huyền nữ, người đáng ra phải ăn trọn đòn ấy lại biến mất không thấy đâu. Ma Vương hoài nghi tự hỏi, đánh lệch rồi sao? Nhưng hắn lập tức phát hiện khí tức khác lạ, liền quát lên, là ai? Trên không trung một người xuất hiện trong luồng linh khí cường đại, trên tay bế theo huyền nữ. Hai búi tóc hai bên, chân đạp phong hỏa luân, không ai khác chính là hách nhàn trong hình dáng na cha đỉnh phong, sau khi cứu huyền nữ khỏi một đòn chí mạng. Hách nhàn không khỏi nhìn người trong tay cảm thán, tên này đúng thật là đến chết cũng sẽ không cầu xin một tiếng. Huyền nữ phát hiện ra mình được người khác cứu, còn bồng lên gần như vậy thì không khỏi đỏ mặt tía tai. Song nàng cảm nhận được khí tức này là do hách nhàn biến ra thì lại càng xấu hổ, dễ dụ muốn đẩy hắn ra. Hách nhàn bị làm cho đứng không vững mà hết hồn kêu, đừng có cử động linh tinh được không, ta vẫn không biết đứng trên cái vòng này lắm đâu. Ma vương sau đó cũng nhận ra hách nhàn mà giữ tợn nói, tiểu tử ngươi quả nhiên không phải là người phàm mặt khác trong bụng hắn lại cẩn thận dè chừng nghĩ, nhưng vì sao trước đó hắn không cảm nhận được khí tức của tên này. Nghĩ rồi trên tay ma vương lập tức tụ trưởng lực, hắn thầm tính toán, tên tiểu tử đáng ghét không rõ lai lịch đó. Bây giờ cơ thể của ta quá suy yếu, phải dùng toàn bộ sức mạnh còn lại của cảnh giới để tốc chiến tốc thắng, một chiều đánh chết. Trưởng lực đánh về phía hách nhàn, ma vương hét lớn, đi chết hết cho ta. Sức mạnh cảnh giới lao đến từ phía sau, huyền nữ giật mình chừng lớn mắt. Nàng quát lên với hách nhàn, là sức mạnh của cảnh giới. Mặc kệ ta, mau chạy đi. Hách nhàn liếc về phía sau, trong mắt lóe lên linh khí vàng kim. Hắn chậm rãi nói, so cảnh giới sao? Được, vậy để ta cho ngươi biết. Ngay khi trưởng lực của ma vương chạm đến, một cột sáng sông thẳng lên trời, phá tan sức mạnh cảnh giới của ma vương, chấn động ra cả ngoài nữ nhi quốc. Huyền nữ nằm trên tay hách nhàn, sững sờ không tin nổi. Hầu vương cười nhẹ như đã quen, trong mắt là đầy tự hào về sư phụ mình. Mấy con thú nhỏ thì run lẩy bẩy ló đầu ra sau dư chấn kinh hoàng vừa rồi. Trước mắt chúng là cảnh giới chân chính, một hình người ba đầu khổng lồ tỏa kim quang hiện ra, trên tay mang vũ khí, kiếm, thương hỏa tiêm, vòng càn khôn, chính xác là đại đạo pháp tướng của Na Cha, ba đầu sáu cánh. Hách nhàn đứng trước đại đạo pháp tướng, trên tay vẫn còn bế huyền nữ, cả người tỏa linh quang, Hỗn Thiên lăng vòng quanh người bay phấp phới. Hắn nhìn xuống người trong tay vẫn còn đang sững sờ. Ma vương thì kinh hãi ngã uỵch ra đất, hắn run rẩy không nói nên lời, cứ hướng Hách Nhàn mà lắp bắp, "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi." Đến mức trong mắt còn dần trào ra nước mắt. Hách Nhàn ôm Huyền nữ nhẹ nhàng đáp xuống, hắn như hung thần ác sát tiến đến nói với Ma vương, "Ngươi cái gì mà ngươi, nói chuyện đi." Miệng há ra đã lâu nhưng Ma Vương vẫn không nói một câu, hắn như lạc vào cơn tuyệt vọng và sợ hãi bất tận. Đời trước Ma Vương là một con lươn khổng lồ ăn thịt trong một đầm cá không biết tên, hắn cả người xanh thẫm, hai mắt đỏ lừ, răng nanh giữ tợn sắc bén có thể làm thịt con mồi trong tức khắc. Những con cá nhỏ khác trong ao thấy nó hoặc là chạy trốn, hoặc là biến thành đồ ăn. Thậm chí cho dù là bá chủ từ nơi khác đến, như một con cua khổng lồ nọ, thì ở trước mặt nó cũng không thể thoát khỏi số mệnh như vậy. Con cua ấy đã bị nó một ngoạm cắn nát. Dần dần nó đã trở thành sự tồn tại mà các cá nhỏ khác không dám nghị luận. Lâu dần cuộc sống của chuỗi thức ăn khiến nó tin chắc rằng bản thân chính là vương giả chân chính mạnh nhất của thế giới này. Đến tận một ngày, một cơn bão siêu mạnh ập đến. Cả cái hồ đều bị cuốn bay lên tận mây xanh. Mà man ngư đại vương hắn cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời nhìn thấy. Khoảnh khắc đó hắn cả đời cũng không thể nào quên phản chiếu trong con ngươi màu đỏ của hắn. Là mênh mông đại dương, sóng vỗ cuồn cuộn, bầu trời phản chiếu trong dòng nước như trải dài bất tận, mà hắn là một tồn tại vô cùng nhỏ bé giữa đại dương bao la. Và đó cũng là lần đầu tiên hắn gặp được các bá chủ đại dương chân chính. Khi ấy hắn cũng là há miệng như vậy nhìn rất lâu, đến tận khi bị làm thức ăn. Đến bây giờ, dù đã cách rất lâu đoạn thời gian đó, nhưng đứng trước sức mạnh của người trước mặt, một lần nữa Ma Vương lại nhớ về cảm giác tuyệt vọng và nhỏ bé đời trước, cùng với sự nhục nhã tự cho là đúng của mình. Ma Vương bỗng dưng hướng hách nhàn dập đầu quỳ lại. Hắn toát mồ hôi sợ sệt nói, Đại lão, ta đầu hàng, cầu xin ngài hãy tha cho ta, đời này ta nguyện làm trâu làm ngựa mặc cho ngài sai khiến. Hách nhàn nháy mắt ngu cả người, đầu hàng, thẻ của lão tử hắn đều bị lãng phí như vậy sao, đánh còn chưa đánh mà ngươi đã đòi đầu hàng cái gì. Hách nhàn rõ ràng cảm thấy bản thân bị chọc giận. Hắn túm cổ ma vương quát. Con mẹ nó. Bớt nói nhảm đi. Đứng lên đánh với ta. Ma vương hết hồn lập tức đáp. Không dám không dám. Ta chỉ như là một con kiến hôi trước mặt đại lão mà thôi. Hách nhàn kẹp cổ dí đầu hắn. Ép buộc hỏi. Ngươi có đánh hay không? Đánh hay không hả? Ma vương thấy chết không sờn kiên quyết đáp. Không đánh. Không đánh. Chết cũng không đánh. Một bên khác sức mạnh khó tin của na cha đỉnh phong cũng khiến huyền nữ xuất thần rất lâu nàng nhìn hách nhàn vẫn còn đang vật lộn với ma vương thì không khỏi nhớ lại sức mạnh này nàng chỉ từng cảm nhận được ở trên một người đó chính là phụ thân của nàng bắt đầu từ lúc hiểu chuyện huyền nữ đã đi theo phụ thân đến các nơi khổ hàn để tu luyện hôm đó tuyết rơi nhiều hai má nàng đỏ bừng lên vì lạnh nàng hà nhẹ hơi vào lòng bàn tay muốn truyền cho mình chút hơi ấm song đôi chân nhỏ bé vẫn không ngừng bước theo phụ thân nhưng nhân vật tầm vóc như vậy mãi mãi cũng chỉ để lại cho nàng một bóng lưng xa xăm cho dù là ăn ngủ phụ thân cũng không cho phép nàng lại gần người nói với nàng rằng cô độc là phẩm chất quan trọng nhất của cường giả cho nên suốt hành trình nàng chỉ thui thủi một mình không thể chia sẻ không thể trò chuyện cùng ai cho dù đau khổ khó chịu đựng cho dù không thể hiểu nổi nhưng nàng vẫn luôn tin phụ thân của mình có lẽ sâu trong tiềm thức của tiểu huyền nữ bé nhỏ Phụ thân là một người vô cùng vĩ đại, nàng vì người mà cũng có chút hãnh diện. Rồi có một ngày, khi nàng vẫn bước theo bóng lưng của phụ thân như thường lệ, tiểu huyền nữ chợt nhận thấy phía bên đường như có gì đó. Nàng cúi người vạch đám cây ra, trên nền tuyết là một chú cáo con lông vàng đáng yêu, nó nằm ngửa ở đó mà tròn mắt nhìn trời. Tiểu huyền nữ chẳng hiểu sao có chút lo lắng nhìn về phía phụ thân, cáo con phát hiện ra nàng thì nháy mắt vô cùng mừng rỡ. Nó híp mắt tung tăng vẫy đuôi chạy đến, sau đó chạm nhẽ vào mũi nàng như lấy lòng. Đó là lần đầu tiên tiểu huyền nữ tiếp xúc thân mật với sinh mệnh khác, nhìn cáo con cọ cọ trong lòng mình, một loại cảm xúc không biết tên sông thẳng vào tim nàng. Ngay giây tiếp theo, một gót giày không thương tiếc mà đạp xuống, nên tuyết vỡ ra, máu tươi bắn tung. Cáo con mà tiểu huyền nữ mới vừa quen biết đã bị dẫm chết, nó nằm ở đó với hai mắt trắng dã, không còn hơi thở nữa đồng tử trong mắt nàng như co lại, cảm xúc vừa mới len lỏi vào trái tim đột nhiên vỡ tan tành. bóng dáng cao lớn của phụ thân tiến đến cổ trách, làm gì vậy? chẳng lẽ còn muốn thu nuôi nó giống như đám người hạ đẳng kia sao? trả lời ta. tiểu huyền nữ nhìn sắc cáo con, vẫn còn chưa hết bàng hoàng. rồi cuối cùng nàng cúi gằm mặt xuống, nước mắt ứa ra, nước nở nói, con xin lỗi phụ thân. kiếm ma nghe vậy mới hài lòng quay lưng, song vẫn không quên nhắc nhở. Như rõ, cô độc và lạnh lùng mới là con đường tốt nhất để tiến đến vĩ đại. Dừng lại một chút, hắn liếc mắt lại mà nhấn mạnh, "Không, đáng lẽ phải nói là duy nhất." Tiểu Huyền nữ nuốt nước mắt, lặng lẽ chôn cất cho cáo con, từ sau hôm đó nàng không dám lại gần dây dưa với bất kỳ sinh linh nào nữa. Ngày qua ngày, năm qua năm, trên băng nguyên mênh mông, bóng người nhỏ bé vẫn luôn cô đơn một mình. Lời của phụ thân quả thực không sai, nàng quả nhiên đã nhanh chóng mạnh lên đôi mắt nàng trước kia đã từng trong trẻo ngây thơ, dần trở nên lạnh lẽo vô cảm. Rồi đến đạt được như hiện tại, huyễn thuật trong mắt, độc bộ thiên hạ. Chỉ là trên hành trình trưởng thành ấy, dường như đã mất đi cái gì đó trong vô thức. Mà bây giờ huyền nữ đang thất thần nhìn người nam nhân không bình thường trước mắt. Không ai khác chính là hách nhàn, cái người mà đang điên khùng nâng hai chân ma vương lên, cưỡng chế đòi hắn phải đánh một trận với mình. Ma vương thì gọi trời không thấu, một mực chỉ biết đáp không đánh. Không đánh, ta không đánh. Rõ ràng hách nhàn là một kẻ mang tính cách hạ đẳng trong lời phụ thân nói. Vậy mà hắn lại có sức mạnh hoàn toàn không thua kém gì phụ thân. Lần đầu tiên trong đời, huyền nữ nảy sinh nghi ngờ với người phụ thân vĩ đại của nàng, cho nên đã hạ một quyết định trọng đại ngay trong lúc đó. Nàng bước thẳng đến chỗ hách nhàn, nhưng có vẻ hách nhàn vẫn chưa để ý tới. Hắn vô cùng tập trung giày vò ma vương. Vừa đánh ma vương đến sùi bọt mép, Vừa mắng to cho hả giận Này thì cho người lãng phí thẻ của ta này Huyền nữ có chút ngượng ngùng mở miệng gọi lại sự chú ý của hách nhàn Ừm, xin hỏi Ngươi có thể thu nhận ta làm đồ đệ không? Hách nhàn tưởng mình nghe lầm Kinh hãi thốt lên Hả? À, cái gì? Đúng lúc này âm thanh của hệ thống vang lên Trên màn hình hiện ra Thế giới quan của cửu thiên huyền nữ đã xảy ra thay đổi lớn Giá trị tiềm lực tăng đến 35% Chúc mừng đã hoàn thành nhiệm vụ một thẻ đỉnh phong là phần thưởng được trao cho hách nhàn trên tay hắn lúc này chính là thẻ bài diêm vương hách nhàn tự nhiên không đánh mà thắng vô cùng khó hiểu mà tự hỏi a à, đã làm cái gì lúc này ở nơi sâu thẳm dưới lòng đất tại vương đô địa phủ trong cung thành có hai người đang đứng dưới mái hiên hang say thảo luận với nhau điều gì đó trong đó là người thiếu niên mái tóc dài trắng xóa trên mặt có một vết sẹo cắt dọc qua mắt lam y nhẹ nhàng phiêu động hắn rũ mắt Tập trung điều khiển linh lực hướng về phía viên long châu trên tay. Đối diện là một quỷ nô toàn thân màu tím, hai sừng lớn mọc trên đầu, răng nanh phía dưới chìa ra, ba con mắt chăm chú nhìn về phía thiếu niên. Ánh mắt thiếu niên đột nhiên lóe lên linh quang. Những tia linh lực vừa mới chỉ lượn lờ vờn quanh lập tức như những tia chớp tụ lại, đánh về phía long châu. Ánh sáng chói mắt phát ra, quỷ nô lùi lại, đưa hai tay lên che chắn. Khi ánh sáng tan đi, Long Châu đã xuất hiện hai vết nứt. Quỷ nô hào hứng nhìn vào lòng bàn tay của thiếu niên, kinh ngạc khen, Chúa ơi, thiếu gia ngài lại chỉ cần dùng uy áp đã làm nứt Long Châu rồi. Đây là vật liệu tự nhiên cứng nhất trong thế giới ngầm. Pháp lực này của ngài cho dù ở trên thiên cung cũng có thể xếp vào trong 100 võ bảng rồi. Thiếu niên cảm thấy thuộc hạ của mình phản ứng có phần thái quá. Khiêm tốn nói, sao có thể, thứ rác rưởi bé tẹo như ta sao mà đọ lại với các đại nhân vật trên thiên cung được. Song thiếu niên lại gãi đầu có chút vui vẻ nói, nhưng cũng coi như là không bị phạt nữa rồi. Hê hê hê, hai người mải trò chuyện, cũng không phát hiện có người đã đặt chân tới. Người đến mặt mày xanh xám, đầu đội mũ quan, dáng vẻ nghiêm nghị hung dữ. Ông ta nhìn về phía thiếu niên cất tiếng, "Ngươi đang cười cái gì? Vui làm sao?" Thiếu niên ngừng cười, cúi đầu sợ hãi đáp, "Phụ thân, không, không phải đâu." Ông ta ngửa tay mà ra lệnh thiếu niên đưa mình viên Long Châu nhìn hai vết nứt trên đó. Ông trầm giọng nói với thiếu niên, đây là thứ vốn liếng mà ngươi dám dương dương tự đắc sao. Nói rồi ông nâng tay lên, chỉ với một nắm nhẹ nhàng long châu đã vỡ vụn. Thả những mảnh vụn còn sót lại trong tay xuống, ông ta xem thường nói, thế thôi sao, bây giờ còn cảm thấy mình giỏi lắm nữa không. Thiếu niên túm lấy tay áo, không dám nhìn thẳng vào mắt phụ thân. Bất thình lình ông ta vung lên nắm đấm mà giữ tợn quát lớn, bản vương đang hỏi người đấy ngay sau đó nắm đấm giáng thẳng xuống mặt thiếu niên một đấm toàn lực không chút thương tiếc dầm một tiếng khói bụi và đất đá văng lên thiếu niên bị phụ thân đánh đến vỡ cả một góc tường nhưng vẫn chưa dừng lại ông ta túm cổ nhấc thiếu niên lên rồi chừng lớn mắt cảnh cáo để ta nhắc lại cho ngươi nghe thứ thiên phú rác rưởi như ngươi có nỗ lực hết cỡ cũng chỉ là tam lưu không nỗ lực thì đến cửu lưu còn chẳng tới dứt lời ông quẳng thiếu niên xuống quay người bỏ đi chỉ để lại một câu, 10 ngày giam cầm, tỉnh ngộ lại đi thứ cận bã vô dụng. Thiếu niên nằm trên nền nhà lạnh lẽo nhìn về phía phụ thân, đến tận khi ông ta đi khuất hẳn mới buồn bã đáp, lạ thưa phụ thân. Lúc này tại nhân giới, khi trời đã về khuya, Long Kỵ Quân đóng quân tại một địa điểm trong núi. Nửa đêm hai tên binh lính cùng nhau đi giải ở một gốc cây nọ, tên có tóc buồn bực nói với tên chọc, thật là, phá quy định cái gì chứ, đi tiểu thôi cũng phải cách doanh trại ba trượng. Tên chọc nghiêng khuôn mặt đầy những vết sẹo của mình lại, nghiêm túc đáp, nói ít thôi, long kỵ quân chúng ta sở dĩ thiên hạ vô địch không phải là bởi vì quân kỷ nghiêm minh sao. Bất chợt những tiếng thùng thùng phát ra làm hai người chú ý. Họ nhìn về phía phát ra âm thanh, kỳ quái hỏi, âm thanh gì đây? Thứ đó là một cái trống, phía ngoài trống bọc một lớp vải, kinh dị hơn là trên mặt vải còn được đắp vào những hình mặt người gây rợn tên có tóc yếu bóng vía sợ hãi kêu lên trời ơi cái cái gì đây tên chọc không tin chuyện ma quỷ khó chịu nói ừ có gì phải kinh ngạc vậy chứ hắn cầm cái trống lên phỏng đoán chắc là do một tà giáo nhàn rỗi nào đó làm ra chuyện này thôi vô vị thật nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh ngay sau đó một luồng tà khí chém qua không tiếng động cắt bay người tên chọc tên còn lại giật mình kinh hãi ngoái lại nhìn trong đêm tối một bàn chân khổng lồ đạp trên mặt đất, miệng cười dữ tợn. Rồi rất nhiều bóng đen lần lượt hiện ra, mỗi con mang một khuôn mặt ghê rợn khác nhau, chúng vây quanh hai kẻ phàm nhân, trong đó một người vừa chết, thân thể bị cắt đôi, hai cánh tay đứt lìa. Tên binh lính còn lại kinh hãi không thôi, run rẩy nói từng chữ, "Các, các ngươi là cái thứ quái quỷ gì vậy?" Hắn vừa dứt lời thì cũng chính là cảnh máu tươi bắn tung, tiếng hét thất thanh vang khắp rừng núi. Trở lại với hành trình của Hách Nhàn, 10 ngày sau hắn và hai đồ đệ đã có mặt tại dưới chân một ngọn núi. Sau khi giải cứu quốc vương và dân chúng của nữ nhi quốc, Hách Nhàn liền phải chạy trốn suốt đêm. Cả thành nữ nhi báo đáp làm một người đã trải qua cuộc sống không có tình yêu trong mấy chục năm như hắn nhất thời chịu không nổi. Hách Nhàn cảm thấy vô cùng bức bối, chặng đường đến mục tiêu nhiệm vụ tiếp theo sao mà dài, nhưng hắn chỉ dám rủa thầm trong đầu, chết tiệt, sao vẫn chưa tới vậy? Mà nguyên nhân của sự bức bối này là do trên đường đi, không hiểu vì lý do gì, tiểu hầu vương không những không thể hồi phục mà còn chìm sâu vào giấc ngủ. Nói cách khác, trong những ngày này, chỉ có hai người hách nhàn và cửu thiên huyền nữ. Khi đó hắn cũng rất cố gắng bắt chuyện, huyền nữ đồ nhi tốt, ngoại trừ tập võ còn có sở trường đặc biệt gì không, huyền nữ thành thật trả lời, không có, con chỉ biết luyện võ thôi. Hắn lại hỏi, vậy con có chuyện gì vui trong quá khứ không? nàng vẫn trả lời thứ lỗi con mỗi ngày chỉ có luyện võ hách nhàn tiếp tục kiên trì vậy hãy kể về những thứ con có hứng thú một chút đi xem nào chúng ta có thể cùng nói chuyện huyền nữ nghĩ ngợi một chút cuối cùng vẫn đáp ừm luyện võ chủ đề nói chuyện của sư đồ hai người kết thúc từ đây sự im lặng bao trùm đến tận bây giờ nội tâm hách nhàn gào thét hầu tử cầu ngươi mau tỉnh lại đi ngại chết ta mất thôi nhưng nói sao thì hắn cũng có chút lo lắng nhìn về phía đại đồ đệ của mình. Tiểu tử này chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu nhỉ. Khí tức hoàn toàn bình thường, chẳng lẽ chỉ là bất tỉnh thôi sao? Mà càng quái dị chính là, từ lúc dùng thẻ hai lần, trong thân thể hách nhàn đột nhiên bắt đầu xuất hiện một nguồn sức mạnh mông lung. Lực lượng này quả thực giống như trí thân, mà không, còn quen thuộc hơn, giống như là thuộc về chính bản thân hắn. Đúng lúc này hệ thống vang lên tiếng cảnh báo, đã tới phạm vị mục tiêu cuối cùng cũng tới. Hách nhàn không khỏi khấp khởi thở phào, nhưng đồng thời cũng thấy kỳ quái. Sao Diêm Vương lại ở trong quân trướng của phàm nhân? Trong doanh trại yên ắng không một tiếng động, bầu không khí âm u tràn ngập tử khí. Khắp mặt đất giải rác toàn là thây cốt của những binh lính. Bọn họ dường như vừa bị thứ gì đó hút sạch sinh khí, chết trong tư thế hoảng loạn kinh hãi. Hách nhàn lúc này mới nhìn xuống dưới chân. Hắn không khỏi hãi hùng khi thấy thây chất đống, toàn bộ doanh trại vậy mà không còn một người sống sót. Càng dọa người hơn là thi thể bọn họ nằm ngổn ngang, tất cả đều chỉ còn lại xương trắng. Hách nhàn cau chặt mày thốt lên, nơi này xảy ra chiến tranh sao. Huyền nữ nhanh chóng tiến đến kiểm tra trạng thái của một thi thể, âm khí dày đặc, quá kỳ lạ, người bình thường cho dù chết cũng sẽ không như vậy. Lúc này màn hình hệ thống lại hiện lên chỉ dẫn, theo đó, vị trí của Diêm Vương không nằm trong doanh trại mà đi về một hướng khác dựa theo chỉ dẫn của hệ thống, nhóm hách nhàn tiến sâu vào trong rừng. Bọn họ dừng chân trước một ngôi mộ, giữa chốn rừng núi hoang vắng, chỉ có duy nhất ngôi mộ này được đặt ở đây. Trên bia mộ có ghi đây là nơi ở của Diêm Vương, và ngay phía sau là một động phủ, bên trong động phủ tối đen như mực, sâu hun hút, âm khí toát ra đầy lạnh lẽo quỷ dị. Hách nhàn hai mắt trắng dã, mặt nhan thành một cục, không khỏi sợ hãi liên tưởng. Hắn đã từng đọc mấy tiểu thuyết trộm mộ kiếp trước, chẳng lẽ ở trong ngôi mộ này cũng chứa mấy thứ yêu ma quỷ quái như cấm bà thây vương xác rùa con rết gì đó đừng đủ chứ hách nhà nằm vật ra đất cảm thấy bản thân như hồn lìa khỏi xác nội tâm hắn đang dần vặt đấu tranh không được không được hắn không muốn vào nhưng nếu không vào thì nhiệm vụ không hoàn thành mà nhiệm vụ không hoàn thành thì mạng nhỏ cũng sẽ mất càng nghĩ lại càng túng quẫn hắn đau khổ hét lên mẹ ơi con muốn về trái đất Huyền nữ thấy biểu hiện kỳ quái của hách nhàn thì nghi ngờ hỏi. Sư phụ đây là đang sợ sao? Hách nhàn bị nói trúng tim đen thì mặt ngây ra. Hình tượng cao thâm của hắn không thể cứ thế mà sụp đổ trong lòng nhị đồ đệ được. Hắn vội vã gãi đầu cười ha ha giải thích. Sao có thể? Vi sư mạnh tới mức chán quá nên bình thường thích diễn như kiểu mình gà lắm thôi. Cứ kệ ta. Huyền nữ với bản tính trung thực và không nghi ngờ mọi người liền dễ dàng bị hách nhàn qua mặt. Nàng ngây thơ đáp. Được. Được thôi cao nhân không hổ là cao nhân, tác phong hành sự, khó hiểu quá. Xong nàng liền không do dự dẫn trước tiến vào động phủ, đồng thời nói với sư phụ, nếu sư phụ thích vậy thì để ta tới dò đường. Hách nhàn thấy nàng đi khỏi thì cuống quyết đuổi theo hét lớn, này ngươi đi chậm chút, đừng cách ta quá xa. Động phủ dẫn sâu xuống lòng đất, từng giọt nước đọng lại trên các phiến đá tí tách rơi xuống. Càng đi sâu vào trong không gian lại càng mở rộng, khắp nơi là những cột đá đâm xiên, phía trước tối tăm không biết đâu là điểm cuối. Hách nhàn run rẩy núp sau huyền nữ, cả người nơm nớp lo sợ. Với những kinh nghiệm từ hiện đại của hắn, phía dưới này rộng như vậy, chẳng phải hoàn toàn giống với những gì được viết trong bút ký trộm mộ sao. Trong khi đó ngược lại với dáng vẻ thậm thụt của hách nhàn, huyền nữ vẫn đều đều cất bước, nàng hơi liếc mắt về người phía sau thầm nghĩ, cao nhân diễn tốt thật. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ở phía dưới này, nàng rõ ràng cảm nhận được âm khí càng lúc càng nặng đang đi chợt có âm thanh lộc cộc vang lên dọa hách nhàn sợ chết khiếp. Hắn cứng đờ đổ mồ hôi, mặt cắt không còn một giọt máu, giọng nói mèo mó từ miệng phát ra, vừa nãy là gì, tiếng gì vậy. Cả không gian yên tĩnh, đáp lại lời hắn là một tiếng ộp, có một con ếch xanh nhảy ra từ khe đá. Hách nhàn vẫn không an tâm, nhíu mày căng mắt nhìn về phía đó, chỉ sợ ma quỷ sẽ thình lình xuất hiện. Mãi vẫn thấy không có hiện tượng gì hắn mới ôm tim thở phào nhẹ nhõm, vù, Hóa ra chỉ là ếch, hết hồn bảo bối rồi. Sau khi trải qua một lần thoát tim, Hách Nhàn có phần tự tin hơn bước tiếp nói, tốt quá rồi, nguy hiểm giải trừ rồi. Mà không hề biết rằng ngay lúc hắn quay đi, một loạt bóng đen khổng lồ đang há miệng trợn mắt lắm le phía sau. Tự nhiên cảm giác sau lưng có điều kỳ quái, Hách Nhàn liếc mắt ngoảnh lại. Không thấy thì thôi, thấy rồi thì Hách Nhàn trực tiếp hóa đá, hình ảnh rùng rợn trước mặt đủ làm bộ máy tiếp nhận thông tin của hắn đình trệ huyền nữ ánh mắt lập tức nghiêm túc lên trước mắt toàn là minh thú cấp vương chuyện gì đang xảy ra sinh vật ở địa giới không thể nào xuất hiện ở nhân gian không đúng chắc chắn ở đâu đó xảy ra đại loạn minh thú con nào con nấy đều lực lưỡng và kinh dị toàn thân đen kịt tỏa ra âm khí chúng há cái miệng dữ tợn gầm gừ như muốn đe dọa con mồi hách nhàn sợ vỡ mật chân nhanh hơn não không nghĩ nhiều hai chữ sắp chết liền được dán lên miệng lập tức ôm đại đồ đệ bỏ chạy nhưng hai chân của hắn làm sao so được với tốc độ của ma khí. Hàng loạt sợi ma khí từ minh thú tuôn ra như xúc tù. Chỉ trong chốc lát đã đuổi tới cuốn lấy hách nhàn, làm hắn buộc phải quẳng đại đồ đệ trên tay xuống. Minh thú túm được hách nhàn liền kéo về phía mình, chuẩn bị đưa lên miệng sơi tái, đối diện với con thú gây giận và luồng âm khí lạnh lẽo. Hách nhàn kinh hãi không thôi, miệng la lớn hết cỡ cầu cứu. A à a à cứu mạng A, à, sắp chết sắp chết, sắp chết rồi. Huyền nữ nhìn dáng vẻ bị bắt của Hách Nhàn ban đầu có hơi lo lắng. Sau nghĩ kỹ thì rõ ràng lúc trước sư phụ bảo là chỉ giả vờ yếu đuối thôi, cứ kệ người là được mà. Thế là nàng an tâm cười vui vẻ nói, "Không sao đâu, sư phụ mạnh như vậy chắc chắn lại đang chơi đùa rồi." Hách Nhàn thấy nhị đồ đệ còn cười được thì càng hoảng hốt gào lên, "Này này này, biểu cảm an tâm đấy của ngươi là sao hả? Người ta sắp chết đó." "Thật sự sắp chết à?" Minh thú nâng Hách Nhàn lên cao, ngửa đầu há miệng như chuẩn bị thả một quả nho vào mồm. Hách Nhàn hai hàng lệ tuôn trào, tuyệt vọng cảm thấy tiêu rồi, một kiếp tu chân giới của hắn thật sự sắp chấm dứt từ đây. Rõ ràng ban đầu đã nói là hắn không thể tu tiên được mà, Liều Minh liều mạng cuối cùng kết quả vẫn là toi đời đây. Mà lúc này đại đồ đệ ngộ không bị hắn vứt lăn lóc một chỗ, hai mắt đột nhiên sáng lên. Khoảnh khắc Hách Nhàn suýt chút nữa rơi tõm vào miệng minh thú, đại đồ đệ ngộ không của hắn đã kịp thời tỉnh lại tiểu hầu vương lập tức tụ linh lực trên tay miệng niệm khẩu quyết đạo bất toàn phương sinh vạn vật sau đó cả người hắn bừng sáng trưởng lực lóe lên mạnh mẽ đánh về phía trước luồng linh lực như một quả cầu lửa khổng lồ xông tới xuyên thủng cả người minh thú hách nhàn thoát chết trong gang tấc nhưng không khỏi kinh ngạc há hốc mồm trước uy phong của đại đồ đệ nhà mình chưa dừng lại ở đó tiểu hầu vương nắm trong tay luồng linh lực như chảy tràn một bên mặt ẩn trong bóng tối nhìn về đám minh thú tự lẩm bẩm, đạo mà quá nhiều. Đám minh thú sau khi một con bị đánh trúng, cảm nhận được uy hiếp liền cả bọn nhào người xông đến. Tiểu Hầu Vương không hề sợ hãi, ánh mắt quyết liệt đứng nguyên tại chỗ, linh lực trên tay càng lúc càng sáng theo lời niệm của hắn, đạo mà quá nhiều, ắt phải. Trong lúc tập trung niệm quyết, Tiểu Hầu Vương không hề để ý từ phía sau một con minh thú khổng lồ đang nâng chân muốn một đạp dẫm nát hắn. Hách nhàng kinh sợ hô lên, cẩn thận phía sau nhưng ngoài dự đoán hai tay tiểu hầu vương nâng lên cả thân hình nhỏ bé chống đỡ lấy một bàn chân khổng lồ của minh thú hắn hơi cúi người linh lực chớp động quấn quanh rồi chợt ánh mắt tiểu hầu vương lóe linh quang khẩu quyết trong miệng cũng trọn vẹn nói nốt đạo mà quá nhiều ắt phải sụp đổ dứt lời tiểu hầu vương gồng người vùng dậy linh lực toàn thân bùng phát dữ dội từng tia xuyên qua phá nát bàn chân minh thú sau đó những tia sáng ấy tụ lại thành những quả cầu nhỏ lấy Tiểu Hầu Vương làm trung tâm mà bao lấy. Tiểu Hầu Vương sau một giấc ngủ dường như trưởng thành hơn cả chục tuổi, hắn đã rút ra được đại đạo cho bản thân. Ấy là, vì đạo quá nhiều mà sụp đổ, cho nên càng phớt lờ võ đạo thì mới càng có thể nhập đạo sâu. Xong, từng con minh thú vô tri vẫn không kiêng dè mà lũ lượt lao tới, con nào con nấy đều hàm hở giữ tợn. Những cái miệng khổng lồ đồng loạt há ra, muốn một ngụm nuốt lấy Tiểu Hầu Vương tiểu hầu vương một thân kim quang phát sáng trong bóng tối áo choàng đỏ tung bay hiên ngang đối mặt với thế công của bọn chúng rồi đột nhiên trong mắt hắn lóe lên sát khí linh lực trong tay lập tức tụ lại quỳnh một tiếng đánh ra đám minh thú xông lên liền bị ánh kim quang mãnh liệt thiêu đốt kim quang chiếu đến đâu minh thú bị đánh bay đến đó từng bộ phận trên cơ thể chúng như dần bị thứ ánh sáng ấy ăn mòn mà tiểu hầu vương như một mặt trời hừng hực không ngừng tỏa ra kim quang trói sáng cả hang động chỉ chốc lát sau, toàn bộ minh thú đã bị tiêu diệt, mỗi con tan biến đi chỉ để lại một vũng bùn đen. Hách nhàn ngần ngơ không chớp mắt dõi theo trận chiến, có lẽ là không nghĩ nó lại diễn ra theo hướng một chiều như vậy. Khi đã không còn mối đe dọa nào, kim quang quanh người tiểu hầu vương mới dần tan đi, để lộ bóng dáng trẻ con mà thấu triệt đại đạo, mang theo sức mạnh to lớn. Tiểu hầu vương cười tít mắt, khuôn mặt tràn đầy tự tin quay lại nhìn hách nhàn hỏi, sư phụ, thấy thế nào? Hách nhàn dường như vẫn chưa hết kinh ngạc. Thật tình cảm thán. Trường khí của thằng nhóc này hoàn toàn giống như biến thành một người khác. Huyền nữ chứng kiến một màn vừa rồi cũng không tránh khỏi lâm vào trầm tư. Mạnh quá. Nàng bây giờ tuyệt đối không phải là đối thủ của con khỉ đó. Rõ ràng không lâu trước đây vẫn còn đánh ngang nhau cơ mà. Rồi nàng lại nhìn về phía hách nhàn. Tự đưa ra câu trả lời. Chắc chắn là vì do có cao nhân chỉ dạy huyền nữ trong vô hình lại càng tăng thêm phần sùng bái với vị sư phụ trẻ tuổi của mình trong mắt nàng khuôn mặt sư phụ như đang tỏa sáng lấp lánh miệng người mấp máy như cao nhân đang nhận định trình độ này của con vẫn còn có thể vượt xa hơn nữa phát hiện ra điều này huyền nữ đột nhiên có một loại xúc động đến đỏ mặt nàng xấu hổ ôm khuôn mặt nóng gian của mình lạc vào trong những suy nghĩ ngượng ngùng của bản thân tiểu hầu vương lúc này mới nhanh nhẹn nhảy xuống tiến về phía hách nhàn Hách nhàn cau mày nhăn nhó hỏi ra thắc mắc. Ta nói này hầu tử, chuyện này rốt cuộc là sao? Tiểu hầu vương chỉ chờ được hỏi câu này. Hai tay chống hông, vảnh mặt đắc chí cười lớn. Ha ha ha, sư phụ, ta giỏi nhỉ. Giấc ngủ sâu trước đó là do ta đang điều chỉnh lại kinh mạch của cơ thể sau khi trải qua thất bại trong việc sử dụng cảnh giới lần trước. Hắn còn gọi ra linh quang, khoe khoang chỉ cho hách nhàn. Này, bây giờ ta đã có thể làm được 8 lần rồi nghe lời này khuôn mặt hách nhàn như dài ra nội tâm sửng sốt thốt lên tám lần thiên phú của thằng nhóc này thật là quá lợi hại rồi thẻ đỉnh phong của mình chỉ có thể sử dụng được hơn 10 lần nếu cứ tiếp tục như thế mình sẽ thành đồ đệ mất phải nghĩ cách để nhanh chóng mạnh hơn mới được tiểu hầu vương chờ đợi không được khen ngợi của sư phụ ngược lại giật mình thấy mặt người nhăn nhúm đầy oán hận dưới góc nhìn của hắn sư phụ như đang liếc mắt xem thường giọng điệu mỉa mai phun ra từ kẽ răng mới có 8 lần sao. Vậy thiên phú của tiểu tử ngươi cũng thật là lợi hại đó. Tiểu hầu vương rất có bản lĩnh tự hiểu lấy. thân sắc ngữ khí của sư phụ hẳn là đang châm chọc hắn đúng không? Bảo hắn vênh váo, khó thành đại khí. Thế là hắn rất thức thời quỳ sụp xuống dập đầu nói. Sư phụ, đồ nhi biết sai rồi. Ánh mắt hắn long lanh, tha thiết van nài. Xin người đừng thất vọng, càng đừng đuổi ta đi. Ta vẫn còn rất nhiều rất nhiều thứ chưa học được. Hách nhàn thấy một loạt hành động kỳ quái của hầu tử thì mặt thộn ra, chẳng hiểu cái gì với cái gì. Ấy thế mà lúc này đột nhiên hệ thống vang lên tiếng thông báo, màn hình hiển thị. Chúc mừng giá trị tiềm lực tăng từ 5% lên đến 35%, đạt được phần thưởng gói quà phiên bản mở rộng, đạo cụ mặt nạ vương giả nhỏ. Trong tay hách nhàn lập tức xuất hiện một mặt nạ nhỏ xíu màu xanh với hình thù và hoa văn kỳ dị. Hách nhàn quả không phụ danh hiệu, hộ chuyên nghiệp chó ngáp phải rồi một lần nữa hắn lại lâm vào ngu người tự hỏi, ơ, ta lại làm cái gì rồi? Sau khi giải quyết đám minh thú, Hách Nhàn cùng hai đồ đệ tiếp tục tiến sâu vào bên trong hang động tìm kiếm Diêm Vương. Trên đường đi Hách Nhàn không khỏi nhìn cái mặt nạ bé xíu trong lòng bàn tay mà cầu nhau, thứ này có tác dụng quái gì vậy? Hệ thống cho má này cũng không có nhắc nhở gì cả. Trong lúc đó Huyền Nữ đi chậm lại phía sau cùng Tiểu Hầu Vương, vẻ mặt không vui ghé đầu hỏi, này nhân tiện không phải là sư phụ thích hành động như một con gà sao tại sao ban nãy ngươi lại xe ngang không sợ bị phạt à tiểu hầu vương vẻ mặt tự cao cảm thấy bản thân vô cùng thấu hiểu sư phụ liền nói he he cái này ngươi không biết rồi theo quan sát của ta phải phối hợp với sư phụ diễn tiết mục giải cứu gà mờ mới là khiến người vui nhất đúng lúc này một luồng lam quang hình đầu lâu từ không trung lao tới tiểu hầu vương cùng huyền nữ lập tức phản ứng nhìn lại Tiểu hầu vương tức tối quay người quá to. Yêu nghiệt phương nào, gan chó cũng to đấy. Nhưng Lam Quang không tấn công bọn họ. Nó chỉ xuyên qua người tiểu hầu vương như muốn nhanh chóng đi tới một nơi nào đó. Hai người nhìn theo phương hướng của Lam Quang, hẳn là nó đang tiến vào sâu trong hang động đi. Nhưng không chỉ có thế, khi ngoảnh lạ thì phía sau bọn họ là một loạt Lam Quang với hình thù tương tự cũng vùn vụt bay đến. Cả ba sững sờ nhìn một đoàn xanh lam lướt qua người mình bọn chúng như đang nghe được lời hiệu triệu từ ai đó mà đồng thời di chuyển đến. Hách nhàn có chút thẫn thờ nhìn những luồng sáng vô hại này. Hắn không xác định được mà lo lắng hỏi huyền nữ, đây là thứ gì? Huyền nữ ổn định trả lời, hồi sư phụ, bọn họ hẳn đều là hồn phách phàm nhân. Xong nàng lại cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng nói ra nghi hoặc của mình, nhưng dưới tình huống bình thường. Phải có pháp khí đặc thù thì mới nhìn thấy bọn họ, nghe nói trừ phi có cực hạn niệm mới có thể thấy được hát nhàn nghe vậy thì không khỏi lâm vào trầm tư. Rốt cuộc là ai giết hại những sinh linh này? Chẳng lẽ lại là tiểu diêm vương kia? Một khoảng thời gian sau, cuối cùng ba thầy trò cũng đi tới điểm cuối của hang động. Nơi đó xuất hiện một cánh cổng lớn như một hố đen tỏa ra âm khí lạnh lẽo. Ba người thần sắc ngưng trọng nhìn về phía đó. Rõ ràng tình cảnh trước mắt là không thể xem thường. Huyền nữ sầm mặt nhận ra khí tức này không sai được. Không ngờ lại có người thật sự dám mở thông đạo xuyên qua hai giới. Rốt cuộc ai lại to gan như vậy? Hách Nhàn mới nhận được vật phẩm thì máu chính nghĩa nổi lên, xoa nắm đấm lớn tiếng nói, mặc kệ hắn là ai, nếu dám coi thường mạng sống người khác thì đánh hắn một trận rồi nói sau. Nói xong câu đó Hách Nhàn chợt phát hiện hai đồ đệ đều đứng yên tại chỗ trông mong nhìn hắn, phút chốc máu chính nghĩa trong lòng Hách Nhàn nguội lạnh, cả người như bị điểm huyệt mà đơ ra, đến vài phút sau, ba cặp mắt vẫn ngây ngốc nhìn nhau, không ai có động tĩnh gì, bầu không khí lâm vào yên tĩnh quỷ dị huyền nữ là người đầu tiên đánh vỡ cục diện kỳ quái này nàng thật thà cất tiếng hỏi sư phụ sao người lại bất động rồi tiểu hầu vương vừa nghe huyền nữ nói vậy thì bất giác như hiểu ra điều gì thế là hắn sung phong đi tới với bộ dạng hang hái mà nói sư phụ đừng tranh với ta ta sẽ đánh tiên phong ta thích nhất là tiên phong hách nhàn lúc này mới có phản ứng cười tán thưởng đại đồ đệ giỏi lắm không hổ danh là có chữ ngộ trong tên vậy là không trần trừ Tiểu hầu vương dẫn đầu nhanh nhẹn bước qua thông đạo. Sau khi hắn bước qua, cánh cửa thông đạo như một mặt nước bị chấn động, nhẹ nhàng nổi lên từng vòng tròn gợn sóng. Theo sau huyền nữ cùng hách nhàn cũng lần lượt tiến vào, với bài học từ minh thú ba nãy. Hách nhàn vừa tới địa phương mới liền cảnh giác ngó nghiêng xung quanh, miệng cũng hét lớn với hai đồ đệ. Đừng đi nhanh quá, đợi ta. Không ủng công đề cao cảnh giác, hách nhàn ngay sau đó liền phát hiện ra một thứ còn kinh dị hơn minh thú đập vào mắt ba thầy trò bọn họ là một nữ yêu gây rợn thân trên gai nhọn chìa ra từng đường may chắp vá lấy cơ thể trước bụng treo một cỗ quan tài lơ lửng hai mắt nó che lại ngược lại chỉ để lộ một con mắt to bự trước chán cùng chi chít những con mắt khác trên người đặc biệt thân dưới toàn bộ là một bộ rễ khổng lồ trồi lên khỏi mặt đất hách nhàn ba bước thành một lập tức lùi lại ngồi phịch xuống đất hoảng sợ kinh hô mại nó đúng là cấm bà kìa hắn run rẩy co do đến một góc hang động như muốn trốn đi cho yêu nữ không nhìn thấy, Tiểu Hầu Vương lúc này vẻ mặt cũng ngưng trọng, chăm chú quan sát yêu nữ trước mặt. Dù con ngươi to tướng còn dính máu trên trán nó vẫn đang trợn trừng, nhưng dựa vào trạng thái hiện tại nó không có phản ứng gì. Tiểu Hầu Vương vẫn là trấn an Hách Nhàn nói, "Sư phụ đừng sợ, nó hình như đang chìm vào giấc ngủ." Hách Nhàn cảm thấy không yên tâm nên lắp bắp hỏi lại, "Chắc, chắc không?" Sau cùng hắn vẫn đành run rẩy đứng dậy, rón rén bước theo hai đồ đệ tiến về phía nữ yêu. Huyền nữ nhẹ nhàng nhấc lên một đoạn dễ nhìn vào phía bên trong. Cảnh tượng trong đó làm nàng giật mình chừng lớn mắt, đồng tử thu nhỏ lại. Phía trong chứa đựng là những oán hồn của đoàn binh lính bị giết vừa nãy. Bọn họ đều ai oán gào thét trong đau đớn và tuyệt vọng. Tiểu hầu vương sau khi nhìn xem liền thông báo tới hách nhàn tình hình những oán hồn kia đang ở bên trong. Huyền nữ ánh mắt nghiêm túc, gần như chắc chắn đưa ra phán đoán, tên này hẳn là sợ khiến cho thượng giới chú ý cho nên phái một nhóm minh thú lặng lẽ lẻn vào nhân giới giúp hắn giết người thu thập hồn phách tiểu hầu vương gãi đầu khó hiểu hỏi nhưng minh thú ở nhân gian không phải rất dễ rơi vào trạng thái điên loạn sao huyền nữ đơn giản đưa ra trả lời dùng pháp khí đặc thù bố trí chút kết giới trước là được rồi nghe vậy tiểu hầu vương cũng có chút xem trọng mà cảm thán nó có thể khiến một sinh vật cấp vương đầy kiêu hãnh làm nô lệ cho nó sức mạnh của con quái vật này quả là không thể đong đếm được nhưng huyền nữ lập tức phủ quyết sửa lại không, tên to con này cũng đang giúp người hành sự tiểu hầu vương kinh ngạc thốt lên cái gì, giúp người hành sự sao vậy là người đó còn mạnh hơn cả thế nữa ư ừ. huyền nữ chăm chú nhìn lên thân trên của yêu quái ra hiệu, thấy cái quan tài treo trong bụng nó không, đó mới là lão đại chân chính của bọn chúng trước bụng yêu quái quả là có một cỗ quan tài lớn bằng gỗ, phía trên mặt khác biểu tượng phượng hoàng tín so với cả cỗ thân thể kỳ dị của nó thoạt nhìn rõ ràng là không có gì đặc biệt cả tiểu hầu vương cũng thắc mắc sao ngươi nhìn ra được ta cảm giác không có gì khác thường mà huyền nữ biểu tình vô cùng nghiêm trọng đáp bởi vì ta nhận ra rằng chủ nhân của nó là một vị cố nhân của cha ta cũng là một vị đại nhân vật từng là đệ thập trên thiên giới võ bảng nghe xong lời này hách nhàn sửng sốt thốt lên cái gì tiểu hầu vương cũng bất ngờ kinh hô đệ thập của thiên cung võ bảng sao Tiểu hầu vương vẫn là không tin nổi mà hỏi lại. Ta không nghe nhầm đấy chứ. Ngươi nói hắn là đại nhân vật đệ thập trong thiên cung võ bảng sao. Huyền nữ vô cùng chắc chắn đáp. Ừm, ta nhận ra vật tổ đặc thù trên quan tài. Hách nhàn sau khi nghe bọn họ tổng kết thì sợ xanh mặt thúc giục. Vậy còn ngây ra làm gì? Nhanh chuồn thôi. Mà vừa dứt lời thì có tiếng nói từ đâu vang lên. Muốn chạy sao? Các ngươi thử chạy đi xem nào. Hách nhàn nghe lời này vào tai thì lập tức đờ người mặt cắt không còn một giọt máu sau đó là phản xạ có điều kiện hắn nhảy cẫng lên như con gấu qua la quắp chặt lấy nhị đồ đệ nhà mình khóc giống mẹ ơi ai đấy không phải nó mất ý thức rồi sao ngược lại huyền nữ vẻ mặt vô cảm như đã vô cùng thích nghi với những biểu hiện hèn nhát của sư phụ mình mặc cho hắn náo loạn chỉ có tiểu hầu vương là không phụ kỳ vọng mà nhanh nhẹn chấn an sư phụ không phải lo tên to con này đâu là âm thanh đằng sau nó cơ ngài đừng hoảng hốt đợi lão tôn ta đi xem trước rồi hắn tiến đến núp sau bộ rễ của yêu nữ nhìn về phía phát ra âm thanh lọt vào mắt tiểu hầu vương có bóng người lờ mờ hiện ra mà không phải chỉ một người ở đó có ba người trong đó hai tên một đen một trắng bị treo lên một kẻ đứng dưới hả hê nhìn bọn họ có lẽ những lời ban nãy mà nhóm hách nhàn nghe được là từ kẻ này nói với hai tên hắc bạch kia hai tên hắc bạch khuôn mặt xanh sao bạch y và hắc y rộng thùng thình Đầu đội mũ dài, tứ chi bị dây leo treo lên, trong đó tên màu trắng mặt mũi bị đánh đến bầm dập, một mắt thâm đen cả lại. Kẻ phía dưới trên đầu có hai sừng, mặt chứa những vết khâu xiên xẹo, ba con mắt đỏ lòm, đặc biệt con mắt to trên trán liếc xéo làm người ta sợ hãi, hắn cười nhạo nói: "Cánh tay trái và cánh tay phải của lão Diêm Vương lại chỉ có trình độ này thôi sao? Chán quá đi, chán chết đi được, đừng ảo tưởng chạy trốn nữa, với thực lực của các ngươi chạy không thoát đâu." Bạch vô thường mặc kệ hắn châm chọc, gào lên khuyên nhủ. Tên đó thật sự là một con quái vật đấy. Ngươi có hiểu không? 30 năm trước toàn bộ gần hai thành bách tính nhân gian chết oan. Tất cả đều do hắn làm chỉ để giải tỏa sự nhàm chán mà thôi. Một người như vậy ngươi thật sự cho rằng hắn sẽ cảm kích ngươi giúp hắn sống lại sao? Đừng mơ nữa, hắn sẽ là người đầu tiên giết người đấy. Nhưng lúc này khi linh hồn chưa được gom đủ thì quay đầu lại còn kịp. Trái ngược với thái độ hùng hổ của Bạch Vô Thường, Tên ma đầu chỉ hờ hững móc mũi nghe tai này ra tai kia. Sau khi chờ bạch vô thường nói xong, hắn gẩy ra một cục dỉ mũi rồi chật lưỡi xem thường. Thằng khốn. Rồi hắn nhe răng cười vặn vẹo. Ngươi thật sự nghĩ rằng ta hồi sinh hắn là để nhận được cảm kích của hắn hay sao? Tất cả chỉ là vì sự hỗn loạn thôi cục cưng à. Bạch vô thường không ngờ tới mục đích của hắn. Vô thức hô lên. Cái gì? Tưởng tượng về viễn cảnh đó tên ma đầu như sung sướng đến điên cuồng nói để có thể khiến thế giới quay lại những giây phút đẹp đẽ của 30 năm trước. Cái mạng bé tí của ta có đáng bao nhiêu đâu. Một cái chết xứng đáng. Cục cưng à. Hắn ngửa đầu cười to. Ha 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 ha. Nghĩ thôi đã cảm thấy tuyệt vời lắm rồi. Bạch vô thường hiện tại hiểu rằng khuyên nhủ tên điên này là không có tác dụng liền quay ra bàn bạc với hắc vô thường. Tiểu hắc. Để ta kéo dài thời gian cho ngươi mau đi báo lại cho đại vương. Tốt nhất là thông báo cho cả thiên đình nữa. Hắc vô thường nghi hoặc hỏi lại nhưng bộ dạng hiện tại của chúng ta làm sao có thể chạy thoát được. Bạch vô thường ánh mắt tỏa sát khí, ẩn ý nói, yên tâm đi, con át chủ bài của ta còn chưa dùng tới, ngươi chỉ cần chạy là được rồi. Dứt lời quanh thân hắn tỏa ra hàn khí mãnh liệt, là bách quỷ bí pháp chi tam thập tam. Hắn niệm khẩu quyết, gọi ra lưu ly cực lạc thế giới, lập tức vô số luồng băng phong quanh thân như lưỡi đao vụt phóng ra. Tất cả lao về phía tên ma đầu, phút chốc phong bế cơ thể hắn trong hàn băng. Tên ma đầu bị đóng băng khi còn giữ nguyên vẻ mặt kiêu ngạo coi thường. Lúc này Hắc Bạch Vô Thường mới thoát khỏi khống chế của dây leo mà nhảy xuống. Hắc Vô Thường thấy Bạch Vô Thường vừa mới làm gì thì hoảng sợ kêu lên, "Mau dừng lại, bí pháp chiêu thức này sẽ tiêu hao tính mạng của người đấy." Bạch Vô Thường nhận phản phệ, máu đen từ miệng và khóe mắt trào ra, hắn lạnh lùng buông lời nói, "Không muốn ta chết uổng thì đừng nói nhảm nữa." Hắc vô thường kinh ngạc lại vô lực phản bác. Cuối cùng như đã đưa ra được quyết định. Ánh mắt hắn trở nên quyết liệt. Dứt khoát đáp. Ta hiểu rồi. Sau đó hắn thi chiêu bách quỷ pháp thuật chi nhị thập bát. Gọi ra hỏa diễm quanh thân. Xích hồng lưu quang quỷ ảnh bọc lấy hắc vô thường. Tạo thành một cột lửa đưa hắn phóng đi với tốc độ kinh người. Hắc vô thường nghiến răng tập trung thi chiêu. Vận dụng hết tốc lực để có thể thoát khỏi đây trở về gọi người ứng cứu. Trong đầu hắn lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ, Tiểu Bạch, ngươi ngàn vạn lần đừng chết, ta nhất định sẽ đưa ngươi về ngay. Nhưng thình lình tên ma đầu mới còn bị đóng băng khi nãy đột ngột xuất hiện từ phía sau, hướng hắc vô thường một trưởng đánh tới. Bạch vô thường kinh hô, hắn thoát ra từ khi nào vậy? Không thể nào. Lập tức trưởng lực đánh vào hắc vô thường tạo ra một tiếng nổ lớn, đẩy thẳng hắn rơi xuống mặt đất như một cột sáng làm đất đá vỡ tung. Bạch vô thường thất thanh hô lên, tiểu hắc, mà hắc vô thường lúc này đã vô lực phản kháng cả người bê bết máu nằm giữa mặt đất đã nứt vỡ tên ma đầu ngâm nga đi tới nhìn xem hắn hắc vô thường vẫn là cố sức thuyết phục nói chuyện này sẽ khiến cho bao nhiêu sinh linh phải đau khổ cầu xin ngươi hãy dừng tay ta cầu xin ngươi đấy tên ma đầu nghe được dường như khó chịu lại càng nhiều hơn là hưng phấn hắn cười càn rỡ nói he 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 đồ ồn ào chết đi đồng thời nắm đấm trên tay mang theo lực độ cực mạnh đánh về phía hắc vô thường. Nhưng giữa chừng dường như hắn nhận thấy có gì đó bất ổn. Nắm đấm của hắn vậy mà dừng trước mặt hắc vô thường, run rẩy không cách nào tiếp tục giáng xuống. Tên ma đầu gồng mình siết chặt tay, cố gắng không chế nắm đấm đánh xuống mà đáp lại hắn chỉ có sự bất động đến run rẩy. Hắn tức giận quát lên, chuyện gì xảy ra vậy, cơ thể không cử động được. Hắc vô thường nghiến răng, xanh mặt đối diện với nắm đấm đang gần trong gang tấc, lại vô cùng khó hiểu trước hành vi của đối phương. Bạch Vô thường cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc, quay ngoắt lại tìm kiếm bóng dáng ai đó. Một người nhẹ nhàng từng bước đi tới, Bạch Vô thường nhìn rõ là ai thì mừng rỡ hô lên, "Tiểu thiếu gia." Xuất hiện trước mắt bọn họ là thanh niên tóc dài bạc trắng, Lam Y Phiêu động, hắn đưa tay gãi đầu cười như có chút ngại ngùng về sự xuất hiện đường đột của mình. Cùng lúc này màn hình hệ thống phía Hách Nhàn vang lên thông báo, "Chúc mừng ký chủ đã tìm thấy mục tiêu." ngoại hình cùng thần sắc của đối phương không hề giống trong tưởng tượng làm hách nhàn phải kinh ngạc thốt lên hắn chính là tiểu diêm vương sao